chương 2340, địa ngục minh ước. Hiện giờ Lâm Phong mấy người đều là cảm xúc sục sôi, cường đại như thế ngũ sát bi quả thật làm cho người ta điên cuồng, bảo bối như vậy, cho dù ai cũng muốn chiếm thành của mình. Lâm Phong nói, xem ra ngũ sát bi còn không có bị khô lâu tà quân luyện hóa, bằng không mà nói, ngũ sát bi hiện tại cũng sẽ không bị khô lâu tà quân để ở chỗ này. Gấu mèo gật gật đầu, nói, hẳn là như vậy. Ồ, bỗng nhiên gấu mèo kinh sợ ồ lên một tiếng, hắn tựa hồ phát hiện cái gì không đúng địa phương làm sao vậy lâm phong mấy người nhìn về phía gấu mèo ngũ sát bi tựa hồ không thích hợp gấu mèo cau mày nói không thích hợp có cái gì không đúng lâm phong nghi ngờ hỏi ngũ sát bi thiếu đi một ít đặc thù cảm giác gấu mèo nhíu mày nói đặc thù cảm giác cảm giác gì chu yếm hỏi tuy ngũ sát bi khí tức hết sức cường đại cùng đáng sợ thế nhưng năm đó với tư cách là chu sát qua rất nhiều tiên thiên sinh linh ngũ sát bi mà nói ngũ sát bi phát ra khí thức càng vì cái gì khát máu, băng lãnh mới đúng, uy lực của ngũ sát bi cường đại hơn nữa gấp trăm lần ta một chút cũng sẽ không kỳ quái, nhưng hiển nhiên hiện tại chúng ta trước mắt chỗ này ngũ sát bi khí thức còn không đạt được loại kia tầng thứ. Gấu mèo nói, hẳn là trước mắt chúng ta đã chứng kiến ngũ sát bi là giả. Chủ yếm không khỏi nói, cũng hoặc là phỏng chế phẩm. Không, hẳn không phải là giả, cũng không phải phỏng chế phẩm. Gấu mèo hít mắt nói, năm đó ta nhìn thấy kia bản đạo kinh phía trên cũng nói, ngũ sát bi luyện chế thời điểm, thử qua nhiều lần, mới luyện chế ra hoàn mỹ ngũ sát bi, mà chúng ta đã chứng kiến ngũ sát bi rất có thể cũng không phải trong truyền thuyết ngũ sát bi, mà là cũng không hoàn mỹ ngũ sát bi. Bất quá mặc dù bất hoàn mỹ, này năm tòa tấm bia đá khí thức cũng đầy đủ khủng bố a à, ta có thể đủ cảm nhận được ẩn chứa trong đó uy lực thì hạng gì đáng sợ. Địa ngục ác ma thú nói, hoàn chỉnh ngũ sát bi đây chính là có thể chấn sát tiên thiên sinh linh bảo bối, này năm tòa tấm bia đá tuy bất hoàn mỹ, nhưng rèn lúc này năm tòa tấm bia đá tài liệu cùng rèn đúc hoàn mỹ ngũ sát bi tài liệu giống như đúc mà khô lâu tà quân cường đại như vậy nhân vật cũng không có luyện hóa trước mắt này năm tòa tấm bia đá liền có thể biết này năm tòa tấm bia đá chỗ bất phàm một khi luyện hóa tất nhiên là cực kỳ khủng bố chỉ bất quá như vậy năm tòa tấm bia đá luyện hóa lên cũng không phải một kiện sự tình đơn giản gấu mèo nói chúng ta năm người một người luyện hóa một khối có khả năng đem ngũ sát bi luyện hóa a ba đầu hung thú bá chủ nói phương pháp này đích xác có thể thử một chút, luyện hóa bảo bối như vậy, cần dùng đến bổn nguyên tinh huyết. Gấu mèo nói qua bước ra một giọt bổn nguyên tinh huyết. Bá, bổn nguyên tinh huyết phát ra từng đợt kịch liệt ba động. Ngay sau đó kia tích giọt bổn nguyên tinh huyết rơi xuống một khối trên tấm bia đá. Làm tấm bia đá hấp thu gấu mèo bổn nguyên tinh huyết, hiện ra rõ ràng một cái chân chữ. Đây là một cái huyết sắc chân chữ, tản ra yêu dị vô cùng khí tức, làm cho người ta có một loại kinh hãi lạnh mình cảm giác làm hai mắt nhìn chằm chằm kia cái chấn chữ thời điểm sẽ có một loại khó có thể thở dốc áp bách cảm giác thật giống như có một tòa thái cổ thần sơn chấn áp tại trên thân thể đồng dạng kia cái chấn chữ dị thường đáng sợ liên tưởng đến kia cái chấn chữ chỉ là tấm bia đá hiển hóa ra tới một chữ mà thôi là được biết ngũ sát bi là cỡ nào kinh khủng lâm phong cũng tế ra một giọt bổn nguyên huyết hắn bổn nguyên huyết cũng nhỏ tại một khối trên tấm bia đá kia cái tấm bia đá thì là hiển hóa ra tới một cái chu chữ ngay sau đó chu yếm Địa ngục ác ma thú, ba đầu hung thú bá chủ nhau nhau đem tinh huyết tích giọt trên ngũ sát bi mặt. Mặt khác ba khối tấm bia đá hiện ra rõ ràng diệt, chém, nứt ra ba chữ. Chấn, chu, diệt, chém, nứt ra, xem ra mỗi một khối ngũ sát bi đều có bất đồng tác dụng, mà năm khối rưỡi giết bia có thể hình thành một loại hết sức đặc thù liên hệ. Gấu mèo nói, bổn nguyên giọt máu trên ngũ sát bi mặt cũng chỉ là kích hoạt lên ngũ sát bi phía trên văn tự, nhưng ta cùng với ngũ sát bi trong đó không có bất kỳ cảm ứng, hiển nhiên mặc dù bổn nguyên tinh huyết cũng khó có thể trên ngũ sát bi mặt lưu lại bất kỳ lạc ấn. Lâm Phong nói, Chu Yếm nói, đúng vậy a, à, nếu là ngũ sát bi dễ dàng như vậy luyện hóa, khô lâu tà quân đã sớm luyện hóa, cũng không tới phiên chúng ta tới luyện hóa ngũ sát bi. Có thể thử một chút, thử nhìn một chút có thể hay không luyện hóa ngũ sát bi. Gấu mèo nói, nó dẫn đầu động thủ, pháp lực tuôn ra đánh vào ngũ sát bi ở trong, muốn tế luyện ngũ sát bi. Rốt cuộc ngũ sát bi hấp thu nó bổn nguyên tinh huyết, hoặc nhiều hoặc ít sao đều đã có một ít liên hệ luyện hóa lên có lẽ sẽ đơn giản một ít nhưng chân chính thử luyện hóa ngũ sát bi thời điểm mới biết được nguyên lai like đây hết thảy thật sự chỉ là một cái tốt đẹp nguyện vọng a à. lâm phong lông mày cũng không khỏi nhíu lại vừa mới tế luyện ngũ sát bi thời điểm hắn phát hiện ngũ sát bi nội bộ tựa hồ có một gỗ rất quỷ dị lực lượng ngăn cản lấy người khác đối với nó luyện hóa này có lẽ mới là vô pháp luyện hóa ngũ sát bi nguyên nhân thực sự ta ngược lại là có một cái biện pháp địa ngục ác ma thú nói biện pháp gì, mọi người nhao nhao nhìn về phía địa ngục ác ma thú. Ta chỗ này có một loại cực kỳ cổ xưa phương pháp gọi là địa ngục minh ước, loại phương pháp này là cùng có linh tính đồ vật ký kết một loại điều ước, chúng ta giúp nhau là hợp tác quan hệ, mà không phải luyện hóa quan hệ, liền tỷ như ngũ sát bi, chúng ta có thể cùng ngũ sát bi tiến hành hợp tác, bình thường chúng ta có thể thúc giục lực lượng ngũ sát bi, thế nhưng, ngũ sát bi cần để cho chúng ta đi làm một sự tình thời điểm, chúng ta cũng phải giúp trợ ngũ sát bi đi xong thành yêu cầu của nó nếu không phải có thể hoàn thành sẽ bị ngũ sát bi khống chế địa ngục ác ma thú nói ta đi cái này địa ngục minh ước quá lừa bố mày a à. nếu là ngũ sát bi để cho chúng ta hoàn thành sự tình là chúng ta vô pháp hoàn thành sự tình đi chính là chịu chết chẳng lẽ cũng muốn đi không song thành chu yếm không khỏi trợn trắng mắt nói muốn đạt được một ít đồ vật là phải trả giá thật lớn các ngươi cân nhắc một chút nếu là cảm thấy có thể vật lộn đọ sức chúng ta liền dùng địa ngục minh ước cùng ngũ sát bi ký kết minh ước nếu là ngươi nhóm không muốn mạo hiểm chúng ta liền buông tha địa ngục ác ma thú nói mấy người đều rơi vào trầm tư nhưng rất nhanh mọi người liền làm ra quyết định cầu phú quý trong nguy hiểm trước mắt ngũ sát bi mặc dù không phải là thần thoại trong truyền thuyết kia năm khối hoàn mỹ vô khuyết ngũ sát bi nhưng này năm khối rưỡi giết bia cũng đầy đủ kinh khủng để hắn nhóm mạo hiểm thử một lần hảo vậy dùng địa ngục minh ước cùng ngũ sát bi đã định minh ước mấy người gật gật đầu địa ngục ác ma thú thấy được mọi người đã đạt thành nhất trí ý kiến liền bắt đầu tụng đọc chú ngữ đây là một loại cực kỳ cổ xưa chú ngữ làm chú ngữ sau khi chấm dứt địa ngục ác ma thú còn muốn lâm phong đám người từng người một giọt bổn nguyên tinh huyết bổn nguyên tinh huyết thiêu đốt cùng chú ngữ kết hợp cùng một chỗ chui vào ngũ sát bi ở trong địa ngục minh ước đạt thành ngũ sát bi chi chu tiên giết bia sẽ cùng ngươi hình thành khế ước quan hệ bỗng nhiên một đạo cổ xưa thanh âm vang vọng tại lâm phong trong óc viết chu chữ ngũ sát bi bay về phía Lâm Phong, chương 2341, dị vực thần tái hiện. Mặt khác bốn tòa tấm bia đá thì là bay về phía gấu mèo, trụ yếm, địa ngục ác ma thú, ba đầu hung thú bá chủ. Ngũ sát bi có linh, bằng không mà nói, cũng sẽ không cùng Lâm Phong sản sinh linh thức trên trao đổi. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi. Gấu mèo thu ngũ sát bi về sau nói. Lâm Phong cũng đem ngũ sát bi cho thu vào. Mọi người dùng tử vong áo choàng với tư cách là che lấp, rời đi khô lâu sơn mạch. Từ khô lâu sơn mạch sau khi rời khỏi, một nhóm 5 người thì là đi đến hắc ngục ma quân lãnh địa. Đem khô lâu tà quân ngũ sát bi cho cướp sạch, lâm phong đám người tự nhiên 10 phần chờ mong có thể từ hắc ngục ma quân chỗ đó đạt được một ít thứ tốt. Muốn biết rõ hắc ngục ma quân thế nhưng là so với khô lâu tà quân thành danh còn sớm hơn rất nhiều năm cường đại tồn tại. Hắc ngục ma quân trở thành lĩnh chủ thời điểm, khô lâu tà quân hay là vô danh tiểu tốt nha hắc ngục ma quân đại bản doanh tại hắc ngục ma đều bên trong. Nơi này thủ vệ cũng vô cùng nghiêm ngặt, khổng lồ đô thành bên trong tùy ý bốn phía tuần tra minh binh. Lâm Phong đám người hay là dùng hết biện pháp, nhờ vào tại tử vong áo choàng tiến nhập hắc ngục ma đều ở trong. Hắc ngục ma đều nội bộ đóng quân lấy minh binh đại quân. Tuy hắc ngục ma quân xuất lĩnh đại quân cùng khô lâu tà quân đại chiến. Nhưng hắc ngục ma quân mang đi minh binh chỉ là một bộ phận mà thôi, còn có đại lượng minh binh chú đóng ở hắc ngục ma đều ở trong. Lâm Phong năm người đi tới Hắc Ngục Ma đều Hoàng Đô bên trong. Đây là Hắc Ngục Ma quân chỗ ở, hoàng cung diện tích hết sức khổng lồ, có thật nhiều cung điện. Năm người lẩn vào hoàng cung liền bắt đầu tìm kiếm Hắc Ngục Ma quân tu luyện cung điện. Phổ thông bảo bối vô pháp khiến cho Lâm Phong đám người hứng thú. Hắc Ngục Ma quân chỗ tu luyện có lẽ có một ít phi phàm đồ vật. Vậy tòa cung điện hẳn là chủ điện, Chu Yếm chỉ hướng chỗ sâu trong một tòa khổng lồ cung điện, này tòa cung điện đen xì như mực, cao tới 300 mét, nguy nga như núi. Cách rất khoảng cách xa cũng có thể từ này tòa khổng lồ cung điện phía trên cảm nhận được một loại trầm trọng áp bách cảm giác. Này tòa cung điện tại rậm rạp chẳng chịt cung điện bầy bên trong có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Này tòa cung điện, hẳn là chủ điện, năm người rất nhanh hướng phía chủ điện bước đi, rất nhanh bọn họ liền tới đến chủ điện nơi này. Chủ điện xung quanh cũng không có tuần tra hộ vệ, điều này làm cho Lâm Phong đám người cảm thấy nghi hoặc. Có chút không thích hợp, chúng ta cẩn thận một chút. Lâm Phong nhắc nhở, gấu mèo bọn người gật gật đầu, bọn họ đem cung điện đại môn đẩy ra, sau đó tiến vào trong cung điện. Trong cung điện, một mảnh đen kịt, một đôi thảm lục sắc con người xuyên thấu qua khói đen ngóng nhìn mà đến. Nhìn về phía tiến nhập trong cung điện năm người, khi thấy kia xong thảm lục sắc con người thời điểm, Lâm Phong đám người sắc mặt đồng thời biến đổi. Đi, gấu mèo trầm giọng quát, kia tôn thần bí tồn tại để cho hắn sinh ra sởn tóc gáy cảm giác hắc ngục ma quân chủ điện bên trong thậm chí có một tôn đáng sợ như thế tồn tại. Mới là huyết nhục, thật là làm cho người hoài niệm, âm thanh băng lãnh truyền ra, bên trong sương mù, một cái bàn tay gầy guộc đưa ra ngoài. Đó là một cái đã hư thối thủ trưởng, trên bàn tay còn tản ra tanh tưởi hương vị, bàn tay kia trực tiếp bao phủ lại lâm phong năm người, để cho bọn họ không chỗ nào che giấu, tránh cũng không thể tránh. Động thủ, gấu mèo trầm giọng quát, dẫn đầu xuất thủ, một trường hướng phía kia bàn tay gầy guộc đánh ra ngay sau đó lâm phong chủ yếm địa ngục ác ma thú ba đầu hung thú bá chủ toàn bộ xuất thủ ầm 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 cùng với từng đợt kịch liệt ba động mà ra lâm phong đám người toàn bộ ngưng tụ ra tới mạnh mẽ công kích đánh giết hướng kia bàn tay gầy guộc phanh hai bên nhất thời hung hăng đối oanh lại với nhau gấu mèo lâm phong chủ yếm địa ngục ác ma thú ba đầu hung thú bá chủ vậy mà toàn bộ cũng bị đánh bay ra ngoài bà mẹ nó lợi hại như vậy gấu mèo nhất thời kêu lớn lên quay người hướng phía bên ngoài lao đi trong bóng tối thần bí tồn tại tay phải vung lên khói đen cuồn cuộn phong tỏa lại đường đi kia tôn khủng bố sinh linh cũng không có tính toán thả lâm phong bọn họ rời đi như thế mỹ vị huyết nhục hẳn là lưu lại trở thành ta đồ ăn kia tôn sinh linh phát ra thanh âm thanh âm của hắn hết sức khàn giọng hơn nữa hết sức già nua hiển nhiên cái vị này tồn tại đã tuổi già sức yếu rốt cuộc là một tôn cái dạng gì sinh linh lâm phong thần sắc ngưng trọng hắn mở ra thiên yêu xà nhãn. Sau đó thấy rõ ràng bên trong sương mù đáng sợ sinh linh. Kia tôn sinh linh, người thân thể, ngạc đuôi cá, trên người rậm rạp lấy long lân, đầu giống như người không thuộc mình, giống như thú không thú, vô cùng xấu xí. Thấy được kia tôn xấu xí sinh linh về sau lâm phong không khỏi lên tiếng kinh hô, dị vực thần, dĩ nhiên là một tôn dị vực thần. Năm đó, lâm phong từng tại tinh không cổ thành lấy chấn thiên thạch bi chấn sát qua hơn người tôn dị vực thần, Tại kia chiếc trở đại đế quân Mạc Tiếu Tinh không cổ thuyền phía trên cũng nhìn được Dị vực thần thân ảnh. Cho nên hắn liếc một cái liền nhận ra trong đại điện cái vị này đáng sợ sinh linh chính là Dị vực thần. Dị vực thần hết sức khủng bố, hơn nữa dã tâm bừng bừng. Rất nhiều cái đại thời đại chấm dứt đều cùng Dị vực thần có quan hệ. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu sinh linh chết thảm tại Dị vực thần trong tay. Dị vực thần tuyệt đối là này một phương trong vũ trụ nhất địch nhân cường đại. Chí cao tam giới, Ba ngàn đại thế giới, không biết bao nhiêu lần cùng dị vực thần khai chiến, tổn thất vô cùng thảm trọng mới tạm thời phong ấn dị vực thế giới đi thông phương vũ trụ này thế giới thông đạo. Dị vực thần là phương vũ trụ này thế giới công địch. Bởi vậy khi thấy trong đại điện cái vị này thần bí tồn tại dĩ nhiên là dị vực thần thời điểm, lâm phong dị thường giật mình. Cái gì, dị vực thần, gấu mèo đám người sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Hiển nhiên bọn họ cũng biết dị vực thần chỗ đáng sợ. Không sai, bổn tỏa chính là dị vực thần, năm đó bị chấn áp tại minh giới bên trong, trước đây ít năm bị hắc ngục ma quân phóng thích ra ngoài. dị vực thần âm thanh băng lãnh truyền ra, dị vực thần mỗi người được mà chu chi, hắc ngục ma quân thân là minh giới lĩnh chủ, vậy mà sẽ thả ngươi xuất ra. đây là vì cái gì? lâm phong hỏi. a, à, dị vực thần cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời lời của lâm phong. lúc này lâm phong cũng không khỏi nghĩ tới loại nào đó tính khả năng, hắn không khỏi hơi hơi nhíu mày. gấu mèo nói xem ra hắc ngục ma quân muốn từ ngươi nơi này đạt được một ít gì trọng yếu đồ vật a à. nhưng hắn đây là tại bảo hổ lột ra dị vực thần thanh âm sâu kín nói dã tâm nhiều khi có thể cho người bí quá hóa liều mà hắc ngục ma quân không riêng có dã tâm hắn đối với hiện tại bản thân tình huống cũng cực kỳ không hài lòng hắc ngục ma quân đã tu luyện quá dài thời gian quá dài hắn đã bắt đầu từ trung niên cường thịnh thời kỳ đi về hướng lão niên mới bắt đầu thời kỳ nhưng chậm chạp vô pháp đánh vỡ gông cùng xiềng xích hắn cần vật lộn đọ sức không còn vật lộn đọ sức, chờ hắn bước vào lão niên, liền không còn có hy vọng đánh vỡ bản thân gông cùng xiềng xích. Một tôn giả yếu lĩnh chủ, tất nhiên sẽ bị rất nhiều lĩnh chủ cho hơn chút lo lắng. chương 2342, Hợp lực chu sát dị vực thần thượng. Minh giới là một cái rất tàn khốc thế giới. Minh giới tổng cộng có 36 tôn lĩnh chủ. Này 36 tôn lĩnh chủ tuy từng cái tu vi nghịch thiên, thế nhưng này 36 tôn lĩnh chủ lại cũng không là một mực có thể duy trì chính mình thống trị minh giới với tư cách là trí cao tam giới một trong là có thể tu luyện thành đại đế địa phương đương nhiên tu luyện thành đế cũng không phải một chuyện dễ dàng tình có quá nhiều khó khăn chỗ thế nhưng tại minh giới chỗ như thế cuối cùng là không thiếu hụt kinh tài tuyệt diễm hạng người làm những lĩnh chủ này già đi thời điểm tất nhiên có một chút trẻ trung khỏe mạnh mới đế muốn thay thế bọn họ mới đế nếu là tích xúc đầy đủ thực lực cường đại thường thường hội sản sinh to lớn hiệu triệu lực mà loại này hiệu triệu lực không phải là già đi lĩnh chủ có thể so sánh. Vì trì hoãn chính mình già yếu, dần dần già đi lĩnh chủ cần đề thăng tu vi của mình. Sống càng lâu vượt không muốn chết, những cái này già đi lĩnh chủ, tự nhiên cũng là như thế tâm tính, không cam lòng chết đi, vì có thể sống càng dài một ít, bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Năm đó chúa tể đế huyết nhuộm đỏ dị vực thế giới núi sông, vốn tưởng rằng chúa tể đế tộc cũng sớm đã bị diệt, nhưng hiện tại xem ra, rắn chết trăm năm vẫn còn độc, còn có dư nghiệt sống ở thế gian. Dị vực thần tiếp tục nói, còn người băng lãnh nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhíu mày, xem ra năm đó quả thật có chúa tể đế tộc tổ tiên vẫn lạc ở dị vực thế giới. Ngươi lại tính vật gì, cũng dám đối với chúa tể đế tộc vô lễ. Lâm Phong thần sắc hờ hững nhìn về phía dị vực thần. Từ dị vực thần đơn giản mấy câu bên trong Lâm Phong liền biết. Dị vực thế giới cùng chúa tể đế tộc có huyết cừu. Hắn tự nhiên sẽ không khách khí với dị vực thần cái gì. Tiểu tử, sắp chết đến nơi lại vẫn dám dùng như vậy ngữ khí cùng bổn tọa nói chuyện thật sự là thứ không biết chết sống đợi tí nữa bổn tọa hội ăn thịt của ngươi uống máu của ngươi dị vực thần âm thanh băng lãnh truyền ra đát 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 trong bóng tối tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên dị vực thần từng bước một hướng phía lâm phong đám người đi đến liên thủ giết hắn đi qua phân hắn bổn nguyên gấu mèo liếm liếm môi khô khốc nói hiện giờ lâm phong đám người cũng đã không có đường lui ngũ sát bi lúc này có khả năng phái đến công dụng. Lâm Phong nói, hắn cùng với gấu mèo, chủ yếm, địa ngục ác ma thú, ba đầu hung thú bá chủ tuy tất cả có pháp bảo. Nhưng năm người liên thủ, hay là tế ra ngũ sát bi tạo thành uy hiếp lớn nhất. Sinh ra lực phá hoại cũng là cường đại nhất. Ông, mọi người nhao nhao đem ngũ sát bi tế ra. Ngũ sát bi chấn động ra một cỗ khủng bố sát ý, tràn ngập tại khổng lồ cung điện ở trong, thấy được ngũ sát bi về sau dị vực thần sắc mặt không khỏi đại biến ngũ sát bi, làm sao có thể, các ngươi làm sao có thể trưởng khống ngũ sát bi, ngũ sát bi rõ ràng tại. Dị vực thần kinh hô lên, rất nhanh hắn phát hiện không đúng địa phương. Đón lấy cười lạnh lên tiếng, nguyên lai là tàn thứ phẩm, ta còn tưởng rằng là thật sự ngũ sát bi, các người nắm giữ ngũ sát bi, căn bản không tạo được ít nhiều uy hiếp. Phải không, vậy cũng cần đợi đánh qua mới biết được, chu yếm cười lạnh nói, cường đại pháp lực quán chú tiến nhập ngũ sát bi bên trong. Chấn, chu, diệt, chém, nứt ra năm cái huyết sắc đại tự hiện ra rõ ràng. Tản mát ra yêu dị hào quang, ngũ sát bi chấn động ra một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố ba động. Lâm Phong đám người từng người điều khiển ngũ sát bi hướng phía dị vực thần đánh giết mà đi. Rầm rầm rầm, dị vực thần huy động nắm tay phải, đánh hướng ngũ sát bi. Một quyền tiếp một quyền nện trên ngũ sát bi mặt, nhất thời liền đem ngũ sát bi cho đánh bay ra ngoài. Dị vực thần thật sự là thái quá mức mạnh mẽ, quả thật đánh đâu thắng đó hắn bày ra thực lực hoàn toàn không giống như là bị trấn áp vô số vạn năm bộ dáng. Hơn nữa, bây giờ dị vực thần thế nhưng là tuổi già sức yếu a. À. Hiện giờ hẳn là hắn nhất nhỏ yếu thời điểm, có thể nhất nhỏ yếu thời điểm, như cú cường đại như vậy, khó có thể tưởng tượng dị vực thần đỉnh phong thời điểm đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Thử để cho năm tòa tấm bia đá trong đó sản sinh câu thông, bằng không mà nói, chúng ta nhất định bị thua. Gấu mèo trầm giọng nói, tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng gật đầu, sau đó tiếp tục điều khiển chính mình trưởng khống ngũ sát bi. Đồng thời còn tại cảm ứng đến mặt khác bốn khối rưỡi giết bia khí tức. Ông, từng đợt kịch liệt ba động giật tán, chấn động hư không. Năm tòa trên tấm bia đá năm cái huyết sắc đại tự phát ra cực kỳ yêu dị khí tức. Một cỗ khủng bố ba động tuôn động mà ra, năm cái huyết sắc đại tự, từng cái phảng phất đều có được hủy diệt thiên địa lực lượng. Chấn, chu, diệt, chém, nứt ra, năm cái đại tự lực lượng phảng phất dung hợp lại với nhau năm tòa tấm bia đá lấy này năm cái huyết sắc đại tự làm môi giới sinh ra một loại 10 phần kỳ diệu liên hệ chỉ thấy năm tòa tấm bia đá phóng lên trời tổ hợp lại với nhau hình thành một tòa to lớn tấm bia đá mà chấn chu diệt chém nứt ra năm cái chữ cổ lấy ngũ hành phương vị sắp xếp trật tự sắp xếp lại với nhau thật tốt một chỗ thúc giục ngũ sát bi chấn sát dị vực thần tranh đoạt dị vực thần bổn nguyên gấu mèo quát lớn trong cơ thể nó cường đại pháp lực liên tục không ngừng tuôn ra toàn bộ quán chú tiến nhập ngũ sát bi bên trong. Cùng lúc đó, Lâm Phong, Chủ Yếm, Địa Ngục Ác Ma Thú, ba đầu hung thú bá chủ toàn bộ xuất thủ. Mỗi người đều không chút nào keo kiệt, cường đại pháp lực liên tục không ngừng tuôn ra, sau đó quán chú tiến nhập ngũ sát bi bên trong. Lấy được đại lượng pháp lực gia trì về sau uy lực của ngũ sát bi trên phạm vi lớn tăng lên. Một cỗ hủy diệt thương khung uy lực bỗng nhiên bạo phát. Năm người liên hợp lại thúc giục ngũ sát bi, ầm ầm ầm, Ngũ Sát Bi hướng phía dị vực thần chấn sát mà đi. "Phá!" Dị vực thần quát lạnh lên tiếng, vung quyền hướng phía Ngũ Sát Bi đánh giết mà đi, muốn hủy diệt Ngũ Sát Bi. Nhưng dị vực thần lại khinh thường uy lực của Ngũ Sát Bi. Năm hợp nhất về sau Ngũ Sát Bi thật sự là thái quá mức mạnh mẽ. Cùng dị vực thần va chạm bên trong vậy mà chiếm cứ thượng phong. Dị vực thần bị Ngũ Sát Bi chấn động liên tiếp lui về phía sau. "Hả?" Dị vực thần thần sắc đột nhiên trầm xuống tựa hồ không nghĩ tới uy lực của ngũ sát bi sẽ như thế cường đại. Dưới cái nhìn của dị vực thần, trước mắt ngũ sát bi, căn bản cũng không phải nghe đồn rằng ngũ sát bi, chắc có lẽ không quá mạnh mẽ mới đúng. Nhưng dị vực thần hiện tại mới biết mình ý nghĩ là cỡ nào sai lầm. Hảo một cái ngũ sát bi, tuy không phải là kia khối hoàn mỹ ngũ sát bi, nhưng vẫn là phát huy được vượt quá tưởng tượng lực lượng. Nhưng còn chưa đủ, hôm nay ta liền phá ngũ sát bi. Dị vực thần thanh âm lạnh lùng, chỉ thấy hắn đại thủ mở ra, ở trong tay hắn, vậy mà lơ lửng ra một tòa đen kịt sắc thế giới. Ta một chiêu này thần thông gọi là dị vực hàng lâm, chính là dị vực thế giới một tôn vượt qua chúa tể cường giả chế tạo ra vô thượng thần thông, hôm nay liền cho các ngươi năm con kiến hôi biết môn thần thông này chỗ lợi hại. Dị vực thần cười lạnh một tiếng, đại thủ mở ra, này tòa hư ảo dị vực thế giới bay ra, hướng phía ngũ sát bi va chạm mà đi. Chương 2343, hợp lực chu sát dị vực thần hạ dị vực thế giới chỗ ngưng tụ mà thành hư ảo thế giới là thập phần cường đại, uy lực cực kỳ khủng bố, cùng ngũ sát bi đụng vào nhau, đem ngũ sát bi đều cho chấn liên tiếp lui về phía sau. Lâm Phong năm người liên thủ thao túng ngũ sát bi tựa hồ rất khó áp chế dị vực thần. Dị vực thần thực lực mạnh, quả thật vượt quá tưởng tượng, năm người sắc mặt tự nhiên là cực kỳ khó coi. Cái này phiền toái, Chu Yếm thần sắc âm trầm nói, gia hỏa này tu vi muốn xa xa so với chúng ta trong tương tượng còn đáng sợ hơn. Gia hỏa này rõ ràng bị trấn áp nhiều năm như vậy, còn như thế giả nua, vậy mà vẫn có được như vậy thực lực đáng sợ, thật sự là một cái tên biến thái. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, kéo dài xuống đối với chúng ta không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Gấu mèo trầm giọng nói, lâm phong đám người tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, tình huống hiện tại có thể nói vô cùng hung hiểm, nếu là lại kéo dài hạ xuống, kinh động đến phía ngoài minh binh đại quân, đến lúc sau bị minh binh đại quân vây quanh, muốn đi đều đi không được cá nhân tu vi cường thịnh trở lại, cũng không có cách nào đối phó một chi khổng lồ quân đoàn, trừ phi tu vi nghịch thiên đến có thể bỏ qua nhân số tình trạng. Có thể mấu chốt chính là thế gian này ai có thể cho bỏ qua minh binh đại quân uy hiếp. Mặc dù liền đại đế cũng không cách nào bỏ qua minh binh đại quân uy hiếp, bởi vì minh binh đại quân thật sự là thái quá mức cường đại. Bọn họ nắm giữ lấy cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, hơn nữa có được gần như tại bất tử năng lực. Ngoại trừ kiêng kỵ phía ngoài minh binh đại quân ra, Lâm Phong đám người còn lo lắng dị vực thần vạn nhất cùng Hắc Ngục Ma Quân lấy được liên hệ. Đến lúc sau Hắc Ngục Ma Quân phản hồi Hắc Ngục Ma đều ở trong. Đến lúc sau bọn họ càng thêm đừng muốn rời đi, cho nên đại chiến đến lúc này mọi người đều biết đã cấp bách, không thể có bất kỳ kéo dài, phải tốc chiến tốc thắng, đánh chết dị vực thần, sau đó nhanh chóng rời đi Hắc Ngục Ma đều. Vận dụng Minh Sứ Phù Văn lực lượng, gấu mèo trầm giọng nói, Minh Sứ Phù Văn hết sức đặc thù, nghe nói Minh Sứ Phù Văn có thể câu thông cổ xưa Minh Vương nhờ vào tại lực lượng minh vương minh vương chính là minh giới tri chủ chỉ bất quá minh vương quá thần bí mặc dù đối với minh giới sinh linh mà nói minh vương đều là chốc lát mờ ảo tồn tại như diêm la vương đứng đầu địa ngục địa phủ phủ chủ các đại lĩnh chủ những cái này mới là xuất hiện ở minh giới trưởng khống minh giới quyền hành nhân vật minh vương càng giống là chốc lát mờ ảo truyền thuyết thế nhưng là vô số minh giới sinh linh vẫn tín ngưỡng vào minh vương bọn họ tin tưởng Minh Vương thật sự tồn tại ở thế gian, che chở lấy cổ xưa Minh giới. Mà hiện giờ, Lâm Phong đám người thúc giục Minh Sứ Phủ Văn, triệu hoán lực lượng Minh Vương. Gấu mèo, trụ yếm, địa ngục ác ma thú, ba đầu hung thú bá chủ trở thành Minh Sứ đã có rất nhiều năm. Bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ thúc giục Minh Sứ Phủ Văn triệu hoán lực lượng Minh Vương. Nhưng Lâm Phong lại là lần đầu tiên thúc giục Minh Vương Phủ Văn triệu hoán lực lượng Minh Vương. Cho nên có một chút mới là cảm giác, gọi về mấy lần đều đã thất bại bất quá lần thứ 9 thử triệu hoán minh vương lực lượng thời điểm cuối cùng thành công. Lực lượng cường đại từ trong hư không chiếu nghiêng xuống, ngũ đại minh sứ toàn bộ triệu hoán đi ra lực lượng minh vương. Minh vương chi lực hội tụ cùng một chỗ, trong hư không xuất hiện một tôn thần bí, cổ xưa, cường đại tồn tại. Kia tôn tồn tại ăn mặc một thân to lớn trường bào, kia kiện trường bào phía trên điêu khắc lấy xưa nhất phù văn. Kia tôn thần bí tồn tại đã không biết ra đời ít nhiều vạn năm. Hắn đứng ở trong hư không, tựa như cùng một tôn từ cổ trí kim tồn tại thần linh làm cho người ta không tự chủ được sản sinh một loại quỷ bái xúc động hắn mang theo vương miện đó là đỉnh đầu tản ra vô tận uy nghiêm vương miện đại biểu thân phận và địa vị của minh vương minh vương hư ảnh lâm phong rung động nhìn về phía kia tôn hư ảnh tuy không thấy rõ bộ dáng của hắn nhưng lâm phong biết kia tôn hư ảnh chính là minh vương hư ảnh kia tôn thần bí nam tử chính là minh vương một tôn đáng sợ đến để cho thiên địa biến sắc cổ xưa tồn tại kỷ nguyên thay đổi, minh vương bất tử, quản lý minh giới, vạn linh cùng tôn vinh, từng đạo thanh âm trầm thấp vang dội, minh vương giẫm trận tại chỗ tiến lên, trực tiếp nâng lên ngũ sát bi. Đây là, thấy như vậy một màn, lâm phong bọn người cực kỳ chấn kinh, bọn họ thúc giục minh sứ phủ văn đối kháng dị vực thần. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, minh sứ phủ văn ngưng tụ minh vương hư ảnh hội nâng lên ngũ sát bi. Gấu mèo lên tiếng kinh hô, hẳn là tin đồn là thực. Tin đồn gì, Chu yếm tò mò hỏi, lâm phong địa ngục ác ma thú ba đầu hung thú bá chủ cũng nhao nhao nhìn về phía gấu mèo gấu mèo nói tin đồn ngũ sát bi là minh vương pháp bảo hiện giờ minh vương hư ảnh hiện ra rõ ràng chủ động nâng lên ngũ sát bi cho nên kia chốc lát mở ảo truyền thuyết nói không chừng là thực gấu mèo lời nói này mang cho lâm phong đám người rất lớn xúc động minh vương bản thân liền thuộc về trong truyền thuyết tồn tại nhưng rất nhiều truyền thuyết cũng không phải không có lửa thì sao có khói Tựa như cùng trước mắt thấy hết thảy, Minh Vương Hư Ảnh nâng lên Ngũ Sát Bi chấn sát hướng dị vực thần. Rầm rầm rầm, Ngũ Sát Bi cùng dị vực thế giới hư ảnh lần nữa đụng đụng vào nhau. Một đạo tiếp một đạo mãnh liệt va chạm thanh âm truyền ra. Chấn động hư không, vang vọng thiên địa, hai bên triển khai giao phong kịch liệt, trọn vẹn va chạm mấy trăm cái hiệp về sau, Suốt cục Lâm Phong bên này lấy được ưu thế. Minh Vương Hư Ảnh nâng lên Ngũ Sát Bi đánh ra công kích thật sự là thái quá mức mạnh mẽ. Uy lực quả thật có thể dùng kinh thiên địa quỷ thần khiếp để hình dung. Dị vực thần công kích, cuối cùng cũng bị đánh tan. Giang rắc giang rắc, cùng với từng đạo dạn nước thanh âm truyền ra, dị vực thần ngưng tụ ra tới dị vực thế giới hư ảnh bắt đầu dạn nứt. Thấy như vậy, một màn lâm phong đám người thần sắc chấn động. Toàn lực thúc giục minh sứ phù văn, minh sứ phù văn triệu hoán đến càng lực lượng cường đại dũng mãnh vào minh vương hư ảnh bên trong. Minh vương hư ảnh thực lực trở nên càng mạnh mẽ lên. Minh Vương hư ảnh nâng lên ngũ sát bi đánh ra công kích, cũng càng thêm cường đại lên. Phanh, lại một đạo mãnh liệt va chạm thanh âm truyền ra, răng rắc răng rắc, lần đụng chạm này về sau, dị vực thế giới hư ảnh triệt để nứt vỡ, mà Minh Vương hư ảnh nâng lên ngũ sát bi chấn sát hướng dị vực thần. Bổn tọa chính là bất tử bất diệt tồn tại, dị vực thần gào thét chấn thiên, vung quyền đánh giết hướng Minh Vương hư ảnh. Nhưng dị vực thần vốn là ở vào cực độ giả yếu giai đoạn, hiện giờ đại chiến thời gian dài như vậy tiêu hao thật lớn, cho nên hiện tại bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi. Liên tục hơn trăm lần va chạm về sau dị vực thần rốt cục không kiên trì nổi. Không, tại sao lại như vậy? Ta không cam lòng, dị vực thần gào thét lên. Sau một khắc, Minh Vương hư ảnh tế ra ngũ sát bi. Ngũ sát bi hung hăng đánh giết tại trên người dị vực thần. Thân thể của dị vực thần trực tiếp bùng nổ. Chỉ còn lại có một đoàn bổn nguyên lơ lửng ở giữa không trung bên trong, Lâm Phong năm người nhanh chóng vào tới, qua phân dị vực thần bổn nguyên. Sau đó bọn họ lấy tử vong áo choàng hộ thân, lừa dối, rời đi hắc ngục ma đều. Chương 2344, thứ 36 đại thiên sư xuất hiện. Rời đi hắc ngục ma đều về sau năm người liền rất nhanh hướng phía minh giới đi thông ngoại giới thông đạo lao đi. Bọn họ cũng không dám tiếp tục tại minh giới dừng lại, bởi vì năm người hiện tại có thể nói là sông hạ xuống di thiên đại hỏa. Đầu tiên là trộm đi ngũ sát bi, lại truy sát dị vực thần. Bị khô lâu tà quân cùng hắc ngục ma quân biết này hai cái tồn tại không được bị tức điên a à. Hiện tại Lâm Phong năm người cũng gấp ra ngoài tiêu hóa hết chính mình có được đồ vật gì đó. Đối với Lâm Phong mà nói cho việc cần phải làm lại càng nhiều, đầu tiên là ngũ sát bi cần mới hảo hảo tế luyện một chút, tiếp theo từ minh tướng chỗ đó lấy được ban thưởng cũng phải xem thật kỹ thấy được ngọn nguồn là vật gì. Cuối cùng, Lâm Phong lấy được một bộ phận dị vực thần bổn nguyên, vội vã đi luyện hóa. Lần này thu hoạch quá lớn, Bất quá kế tiếp một đoạn thời gian chúng ta không muốn đón thêm bất cứ nhiệm vụ nào, dù cho địa phủ phái phát nhiệm vụ, cũng phải cự tuyệt. Đợi minh giới sự tình lắng lại về sau đón thêm nhiệm vụ, gấu mèo nói. Mọi người tự nhiên đồng ý gấu mèo ý kiến, hiện tại nếu là đón thêm nhiệm vụ, hiển nhiên là không sáng suốt. Hiện giờ minh giới đối với lâm phong đám người mà nói có thể nói là nhất ca thị phi chi địa. ầm ầm phía sau hư không kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động, rậm rạp chẳng chịt minh minh vào tới, đen ngòm một mảnh phía trước nhất một người cưỡi một đầu đen kịt sắc cổ long. Hắc ngục ma quân, khi thấy kia tôn tồn tại thời điểm sắc mặt của Lâm Phong đột nhiên biến đổi. Hắc ngục ma quân vậy mà đuổi tới, xem ra dị vực thần bị giết sự tình Hắc ngục ma quân đã biết. Địa phủ minh sứ, các người đưa đò vong hồn đại quân tiến nhập minh giới, bổn quân chủ không có gây sự với các ngươi các ngươi cũng dám ẩn núp tiến nhập bổn quân chủ hắc ngục ma đều ở trong chu sát đối với bổn quân chủ 10 phần trọng yếu một vị nhân vật các ngươi quả thật chính là tự tìm chết hắc mục ma quân cái này thanh âm lộ ra vô cùng vô tận sát ý gấu mèo cười lạnh nói dị vực thần mỗi người được mà chu chi ngươi không chỉ có phóng xuất bị chấn áp dị vực thần lại vẫn cùng dị vực thần đã đạt thành một ít không biết hiệp nghị ngươi cũng đã biết hành vi của ngươi đã đủ để cho địa phủ phái binh chấn áp ngươi tuy địa phủ thực lực không còn nữa trước kia nhưng tiêu diệt ngươi hay là không có bất cứ vấn đề gì được bất quá chuyện này theo dị vực thần chết đi đã qua chúng ta đều thối lui một bước ngươi đi đường dương quan của ngươi chúng ta đi chúng ta cầu độc mộc, chúng ta nước sông không phạm nước giếng như thế nào. Dị vực thần cười lạnh nói, ti tiện kiến hôi, hư mất bổn quân chủ đại sự, bổn quân chủ há có thể đủ buông tha các ngươi. Giết ngươi nhóm, mọi chuyện cần thiết, đều sẽ trở thành bí mật. Ô ô ô ô, tiếng kèn vang dội minh binh đại quân rất nhanh truy sát mà đến, gấu mèo một phen lời không thể đủ đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Hiện giờ lâm phong đám người chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Bằng không mà nói một khi bị minh binh truy đuổi lên tới thời điểm chỉ có một con đường chết. Bởi vì cái gọi là phòng bị rột trời mưa cả đêm. Không có bao lâu mặt khác một chi đại quân đánh tới. Này một chi đại quân chính là khô lâu tà quân trưởng khống minh binh. Ti tiện minh sứ, các ngươi cũng dám trộm lấy bổn quân chủ trí bảo, các ngươi tội đáng chết vạn lần. Khô lâu tà quân con người băng lãnh lạnh lùng nhìn về phía lâm phong, gấu mèo, trụ yếm, địa ngục ác ma thú, ba đầu hung thú bá chủ năm người khô lâu tà quân gần như sắp bị tức điên rồi, sát ý ngập trời. Hắn vất vả khổ cực lấy được ngũ sát bi, bản thân hắn còn không có tế luyện thành công đâu, lại bị lâm phong đám người trộm đi. Hiện tại khô lâu tà quân hận không thể đem lâm phong năm người cho phanh thây xé xác. Cái này phiền toái, lâm phong đám người không khỏi nở nụ cười khổ, hai mũi minh minh đại quân truy sát mà đến, quả thật làm cho người ta tuyệt vọng a. À. Nhưng hiện giờ bọn họ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đem tốc độ thúc dục đến tận cùng, rất nhanh chạy trốn. Đi, đi phía trước này tòa lãnh địa bên trong, gấu mèo nói, muốn đem hai mũi minh binh dẫn vào một vị lính chủ lãnh địa bên trong. Minh giới cái chỗ này, địa phương vô cùng to lớn. Cho nên mỗi một vị lính chủ lãnh địa cũng vô cùng to lớn. Nhưng đa số địa phương đều không có người nào khói lửa, chỉ có hạch tâm chi địa. Mới có thể xuất hiện đóng giữ minh binh, dưới bình thường tình huống, các vị lĩnh chủ trưởng khống minh minh có thể thông qua cái khác lĩnh chủ trưởng khống lãnh địa. Thế nhưng, những cái này minh minh tuyệt đối không thể đi đối phương Hạch Tâm khu vực. Chỉ có thể chưa từng người khu vực rất nhanh xuyên qua. Nếu là minh minh đi đến Hạch Tâm khu vực, này sẽ bị nhìn tới vì khiêu khích, hai bên tất nhiên sẽ có đại chiến bạo phát, tỷ như Khô Lâu Tà quân cùng Hắc Ngục Ma quân ở giữa chiến đấu chính là như vậy. Khô Lâu Tà quân thuộc về tầng giữa lĩnh chủ, trẻ trung khỏe mạnh Hắc Mục Ma Quân thuộc về từ Trung niên cường thịnh đi về hướng lão niên suy yếu lĩnh chủ, trưởng khống lực đang tại dần dần hạ thấp. Vì vậy Khô Lâu Tà Quân liền bắt đầu khiêu khích Hắc Mục Ma Quân, kỳ thực trên là muốn tằm ăn Hắc Mục Ma Quân địa bàn. Mà Hắc Mục Ma Quân vì bảo hộ chính mình uy nghiêm, chứng minh hắn còn không có giả đi. Liền cùng Khô Lâu Tà Quân triển khai một hồi ngươi chết ta sống kịch liệt giao phong. Bất quá bây giờ Khô Lâu Tà Quân cùng Hắc Mục Ma Quân ngắn ngủi đã đạt thành chung nhận thức. Tạm thời buông xuống ân oán cá nhân, trước giải quyết sau này năm tôn đáng giận minh sứ lại nói. Gấu mèo muốn đi lãnh địa gọi là vạn sát lãnh địa. Nghe nói là một tôn thập phần cường đại lĩnh chủ, vị lĩnh chủ này vô cùng điệu thấp. Nhưng lâm phong bọn họ không thể đủ đến vạn sát lãnh địa liền bị vây lại. Giết bọn chúng đi, hắc ngục ma quân cùng khô lâu tà quân đồng thời ra lệnh. Đón lấy này rậm rạp chẳng chịt minh minh muốn đối với lâm phong năm người triển khai vây công. Tình huống có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc, làm cho người ta tuyệt vọng. Vừa lúc đó, Ầm ầm nổ mạnh thanh âm truyền ra, tại chỗ sâu trong, quỷ khí cuồn cuộn, tại vô tận quỷ khí bên trong, có một chi khổng lồ quân đoàn. Chi kia quân đoàn khí tức so với minh binh khí tức không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu lần. Là chi kia thần bí quân đoàn, bị nguyên rủa âm binh, hắc mục ma quân cùng khô lâu tà quân thần sắc đều trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Cho dù là bọn họ là minh giới lĩnh chủ, nhưng minh giới bên trong rất nhiều chuyện tình bọn họ cũng không rõ ràng liền tỷ như trước mắt này chi bị nguyền rủa âm binh đại quân bọn họ nhận lấy đáng sợ nguyền rủa về sau đã bị mất phương hướng chính mình bọn họ có lẽ liền mình là ai cũng không rõ ràng nhưng bọn hắn lại dị thường cường đại tin đồn này chi bị nguyền rủa đại quân cách mỗi một ngàn năm đều biết tiến nhập đất chết bên trong tiến hành thánh chiến hiện giờ này chi đại quân lần nữa xuất hiện là muốn đi đến đất chết bên trong tiến hành thánh chiến sao này chi đại quân cũng không để ý tới hắc mục ma quân cùng khô lâu tà quân minh binh quân đoàn bọn họ phóng tới xa xa, có thể lúc này, Lâm Phong vội vàng thoáng nhìn, thấy được một đạo có một chút thân ảnh quen thuộc, Lâm Phong nghĩ tới kia một đoạn thê mỹ tình yêu, Nguyệt Thanh Tiên tử tại si ngốc cùng chờ đợi người yêu của mình. Nhưng trước khi chết cũng không có gặp lại hắn, mà trước mắt để cho Lâm Phong cảm giác được có chút quen thuộc đạo thân ảnh kia. Chính là Nguyệt Thanh Tiên tử từng là người yêu, thứ 36 đại thiên sư sở mạc tu, chương 2345, thức tỉnh Sở Mạc Tu là một tôn lấy được thái kinh truyền thừa chân chính thiên sư, thủ đoạn thông thiên, làm gì được chúng thiên sư đạo nguyền rủa Đã bị mất phương hướng tự mình, Sở Mạc Tu đầu ngắn ngủi khôi phục thời điểm liền đem một cái ghi lại một ít hình ảnh Ngọc Đồng đưa đến Nguyệt Thanh Tiên Tử chỗ ở. Ngọc Đồng bên trong, hắn cùng với một người nữ tu dắt tay rời đi, Sở Mạc Tu biết mình sinh mệnh đi về hướng phần cuối, hắn rốt cuộc vô pháp cho Nguyệt Thanh Tiên Tử tương lai. Cho nên hắn muốn dùng phương pháp như vậy để cho Nguyệt Thanh Tiên Tử đối với hắn hết hy vọng, sau đó quên hắn, nhưng ai từng muốn đến Nguyệt Thanh Tiên Tử là như thế si tình người. Từ đó đổi tên tuyệt tình tiên cô, bởi vì vô pháp từ trong bi thống đi ra, dẫn đến lúc tu luyện tâm ma xâm lấn, chịu đạo tổn thương, khó có thể trị liệu, cuối cùng uất ức mà chết. Trước khi chết Nguyệt Thanh Tiên Tử đi qua rất nhiều địa phương muốn tìm kiếm được sở mạc tu. Vô luận sở mạc tu năm đó đối với nàng tạo thành cái dạng gì tổn thương, thế nhưng là nàng như cũ yêu sở mạc tu, muốn trước khi chết gặp lại vừa thấy sở mạc tu nhưng cho đến chết đi, Nguyệt Thanh Tiên Tử cũng không có có thể gặp lại sở mạc tu, mang theo vô cùng vô tận bi thống cùng tiếc nuối, Nguyệt Thanh Tiên Tử vẫn lạc. Mà Nguyệt Thanh Tiên Tử lại không biết, sở mạc tu một mực rất yêu nàng. Đây cũng là Lâm Phong lần đầu tiên cùng Thiên Sư Nhất Mạch Tổ Tiên gặp mặt. Thiên Sư hai hai, hai không thể gặp nhau, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ bị nguyền rủa Nhưng kỳ thực trên Lâm Phong biết, Thiên Sư Nhất Mạch nguyền rủa đã sớm ở trên người hắn ứng nghiệp. Bởi vì năm đó hắn đã từng mơ tới qua sở mạc tu tại trong mộng cảnh gặp mặt cũng là gặp mặt chỉ bất quá lần này là gặp được chân thật sở mạc tu trên người lâm phong bây giờ vài loại nguyền rủa lẫn nhau ngăn được lấy bằng không mà nói khủng bố đã sớm gặp nạn tiền bối cứu mạng a tiền bối cứu mạng a lâm phong đối với sở mạc tu la lớn nhưng hiện giờ sở mạc tu cũng sớm đã đã bị mất phương hướng tự mình căn bản không có nghe được lâm phong kêu gọi lâm phong thấy được sở mạc tu đang rất nhanh rời đi không khỏi hết sức phiền muộn Lúc này trong óc hắn linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ tới năm đó lấy được quyển trục. Kia phó quyển trục là từ Nguyệt Thanh Tiên tử tỏa hóa chi địa lấy được, không phải là bảo bối gì, là năm đó sở mạc tu vì Nguyệt Thanh Tiên tử họa đỏ xanh. Hắn nhanh chóng đem quyển trục lấy ra, sau đó đem mở ra. Quyển trục triển khai, một bộ mỹ nhân đồ xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một người như Nguyệt bên trong tiên tử đồng dạng nữ tử, xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Cô gái kia trên mặt mang nụ cười đó là một loại nguyên vốn tại nội tâm hạnh phúc nụ cười. Họa trục bên trong tuyệt mỹ nữ tử chính là Nguyệt Thanh Tiên Tử. Mà ở họa trục bên trong còn viết một đầu tiểu thi. Ngọc Lô Hương, Hồng Trúc Lệ, Thiên Chiếu Họa Đường Thu Tư. Mi Thúy Bạc, Tấn Vân Tàn, Dạ Trường Khâm Trầm Hàn. Cây Ngô Đồng, Tam Thanh Vũ, Bất Đạo Ly Tình Chính Khổ. Nhất Diệp Diệp, từng tiếng, không Giai nhỏ giọt rõ ràng. Này đầu tiểu thi là năm đó sở mạc tu tự mình viết xuống biểu đạt đối với Nguyệt Thanh Tiên tử ý nghĩ yêu thương. Làm quyển trục bị Lâm Phong tế ra, một đạo mang theo réo rắt thảm thiết thanh âm vang vọng tại trong thiên địa. Ngày ngày tư quân không thấy quân, không biết phu quân ở nơi nào, tìm khắp chưa thế khó kiếm quân, chỉ có kiếp sau lại gặp nhau. Đây là Nguyệt Thanh Tiên tử thanh âm, Lâm Phong phảng phất thấy được một bức họa mặt, tại một tòa trong động phủ, bệnh nguy kịch Nguyệt Thanh Tiên tử cầm trong tay này bức người yêu lưu lại quyển trục, nhẹ nhàng kể rõ trong nội tâm tưởng niệm. Bởi vậy, trên quyển trục để lại Nguyệt Thanh Tiên Tử trước khi chết cuối cùng chấp niệm. Nguyệt Thanh Tiên Tử đã từng hận qua sở mạc tu, nàng hận sở mạc tu năm đó đối với nàng thề non hẹn biển. Nhưng cuối cùng lại từ bỏ nàng, nhưng cuối cùng, Nguyệt Thanh Tiên Tử tha thứ sở mạc tu. Nhiều khi, hận càng sâu, yêu càng sâu, Nguyệt Thanh Tiên Tử tại hấp hối sắp chết, nghĩ tới nàng cùng sở mạc tu trong đó cùng một chỗ từng ly từng tí. Là tốt đẹp như vậy, Nguyệt Thanh Tiên Tử cỡ nào hy vọng có thể quay về cho đến lúc đó thời gian có thể tại lúc đó hóa thành vĩnh hằng, nhưng nàng biết, đây hết thảy chỉ là nàng mộng mà thôi. Nguyệt Thanh Tiên Tử cứ như vậy chết đi, lẻ loi cho trọi đi một mình qua cuối cùng kia đoạn bi thương tuế Nguyệt. Làm đã rời đi rất xa sở mạc tu nghe được Nguyệt Thanh Tiên Tử trước khi chết kia lộ ra đau thương cùng bi thương thanh âm thời điểm. Cước bộ của hắn ngừng lại, nguyên bản kia sau mê mang trong ánh mắt, xuất hiện vô cùng thống khổ thần sắc. Hắn tựa hồ đang cùng cái gì làm lấy đấu tranh, mà lúc này đây, vẽ lấy Nguyệt Thanh tiên tử bức họa kia vậy mà hừng hực thiêu đốt lên. Thấy như vậy một màn sắc mặt của Lâm Phong hơi đổi, nhưng đây là không dễ nghiệp hỏa, vô pháp ngăn cản. Thanh Nhi, sở mạc tu từ đằng xa đi tới, hắn rốt cục khôi phục một tia thanh minh, khi thấy kia phó thiêu đốt lên hỏa trục, hắn muốn ngăn cản hỏa diễm đốt hủy kia phó hỏa trục. Nhưng hắn đã thất bại, tiền bối cứu mạng, Lâm Phong cầu cứu, sở mạc tu phất phất tay, âm binh đại quân thẳng hướng khô lâu tà quân cùng hắc ngục ma quân minh binh đại quân hai bên đại chiến cùng một chỗ mười mấy cái hiệp mà thôi khô lâu tà quân cùng hắc mục ma quân minh binh đại quân đã bị đánh tan nghe đồn rằng bị nguyền rủa âm binh đại quân thật sự là thái quá mức kinh khủng không hổ là muốn đi trước đất chết tham gia thánh chiến minh giới quân đoàn lui mau lui lại khô lâu tà quân cùng hắc mục ma quân giống lớn nói âm binh đại quân quá cường đại căn bản vô pháp chống lại đại chiến hạ xuống minh binh quân đoàn cần phải toàn quân bị diệt không thể khô lâu tà quân cùng hắc mục ma quân hết sức phiền muộn bọn họ xuất lĩnh lấy minh binh rất nhanh chạy trốn mà âm binh quân đoàn cũng không có đuổi giết bọn họ lâm phong đám người rốt cục có thể thở dài ra một hơi thiên sư nhất mạch truyền nhân sở mạc tu nhìn về phía lâm phong vâng lâm phong nói nàng thế nào sở mạc tu thanh âm khẽ run lên lâm phong tự nhiên biết theo như lời sở mạc tu nàng chỉ chính là nguyệt thanh tiên tử lâm phong nói tiền bối sau khi rời khỏi Nguyệt Thanh Tiên tử tiền bối vô pháp từ trong thống khổ đi ra, lúc tu luyện xuất hiện vấn đề, chịu đạo tổn thương, tại điểm cuối của sinh mệnh đoạn thời gian kia, Nguyệt Thanh Tiên tử tiền bối đi rất nhiều địa phương tìm kiếm tiền bối, nhưng chưa từng nhìn thấy tiền bối. Cuối cùng tỏa hóa, tại sao lại như vậy? Sở Mạc Tu thì thào tự nói, một mực đi qua rất nhiều năm, Lâm Phong đều không có quên chuyện phát sinh ngày hôm nay tình. Sở Mạc Tu đã biết chuyện Nguyệt Thanh Tiên tử, nghẹn ngào khóc giống. Đó là một loại thương tâm đến tận cùng thống khổ, đó là một loại bi thương đến đủ để tan nát cõi lòng thống khổ. Nguyệt Thanh Tiên tử chết, để cho sở mạc tu tràn ngập thống khổ cùng hối hận, hắn không ngừng tự trách, nguyên bản có lẽ có thể sẽ tìm suốt tốt hơn phương pháp, để cho Nguyệt Thanh Tiên tử quên hắn. Nhưng Lâm Phong biết, lúc ấy sở mạc tu đã không có thời gian, đó là hắn duy nhất có thể làm cho Nguyệt Thanh Tiên tử quên phương pháp của hắn, nhưng Nguyệt Thanh Tiên tử quá si tình. Chúng ta gặp nhau vốn đối với ngươi mà nói là một hồi tai nạn, nhưng may mà, trên người ngươi còn có vài loại nguyền rủa lực lượng. Cùng thiên sư nhất mạch nguyền rủa ngăn được, người muốn mau chóng nghĩ biện pháp hóa giải trên người nguyền rủa, hiện tại liền rời đi Minh giới a, ta rất nhanh sẽ lần nữa mất phương hướng chính mình. Đến lúc sau các ngươi ở chỗ này, khó tránh khỏi hội thương tổn đến các ngươi. Sở Mạc tu thanh âm trầm thấp nói, tiền bối, bảo trọng, đợi ta tìm được đối phó thiên sư nhất mạch nguyền rủa phương pháp, nhất định sẽ tới cứu ngươi. Lâm Phong nói, sau đó cùng gấu mèo đám người rất nhanh rời đi. Chương 2346, Cửu tòa Thiên Kiêu Phong. Từ Minh giới sau khi đi ra mọi người không khỏi thở ra một hơi. Gấu Mèo nói, chúng ta như vậy phân biệt a, à, đợi có nhiệm vụ thời điểm ta sẽ liên hệ các ngươi. Nói xong Gấu Mèo liền dẫn đầu hướng phía xa xa lao đi. Trong nháy mắt, chạy vô ảnh vô tung, ra hỏa này ngược lại là hết sức tiêu sái. Chu Yếm nói, lão không ngươi tiếp tục tham gia khảo hạch thí luyện a, à, chúng ta liền rời đi trước. Một đường đi hảo, chúng ta ngày sau tạm biệt. Lâm Phong ôm quyền nói, chủ yếm, địa ngục ác ma thú, ba đầu hung thú bá chủ cũng rời đi. Lâm Phong thì là tìm một cái ẩn nấp sơn động, bố trí mấy cái cấm chế, bắt đầu dò xét lấy được ban thường. Này trong chữ vật giới chỉ có đại lượng minh tinh, đây là minh giới một loại tinh thạch, hết sức chân quý, phẩm chất vượt xa nguyên tinh thạch phẩm chất. Nếu là dùng loại này minh tinh tu luyện, tốc độ tu luyện không biết so với nguyên tinh thạch phải nhanh gấp bao nhiêu lần. Như vậy minh tinh tổng cộng có một vạn khỏa, Ngoài ra còn có minh giới các loại quý trọng linh dược, đều là 10 vạn năm trở lên niên đại, dị thường chân quý, tổng cộng 100 gốc. Còn có hơn 10 loại đan dược, như Huyền Âm đan, Huyết Minh đan vân, vân, đợi một tí đan dược, đối với tu vi đều rất có ích lợi. Còn có một cái ngọc đồng, Lâm Phong cẩn thận cảm ứng một chút ngọc đồng bên trong nội dung, phát hiện ngọc đồng bên trong ghi lại minh giới rất nhiều chuyện tình, bao gồm địa phủ cùng 36 vị lĩnh chủ một sự tình. Đương nhiên Ngọc Đồng bên trong ghi lại nội dung là tương đối dễ hiểu một chút nội dung, phía trên này nội dung. Cũng không có bao hàm đặc biệt gì bí mật, mặt khác Lâm Phong còn phát hiện một quyển sách cổ, này sách cổ phía trên ghi lại lấy một môn minh giới thần thông. Lâm Phong đọc qua một phen về sau nhất thời lộ ra vô cùng chấn kinh biểu tình. Bởi vì môn thần thông này vậy mà ghi lại lấy một môn ba ngàn đại đạo. Cái này ba ngàn đại đạo gọi là đại hắc ám thuật, chính là bài danh thứ 26 ba ngàn đại đạo. Đây là Lâm Phong lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới. 3.000 đại đạo thái quá mức chân quý. Địa phủ ban thưởng vậy mà như thế phong phú. Liền 3.000 đại đạo đều cam lòng lấy ra ban thưởng. Cũng không biết có phải hay không là cùng mình lần đầu tiên hoàn thành minh sứ nhiệm vụ có quan hệ, hay là minh giới ban thưởng vẫn luôn như thế phong phú. Đây cũng không phải là Lâm Phong có thể biết được được. Lâm Phong đem đại hắc ám thuật tu luyện khẩu quyết nhớ kỹ. Bây giờ còn không phải là tu luyện đại hắc ám thuật thời điểm lập tức hắn một lần nữa tế luyện một chút ngũ sát bi uy lực của ngũ sát bi lâm phong cũng đã thấy được xác thực hết sức cường đại cùng khủng bố đặc biệt là năm bia hợp nhất thật sự là uy lực vô cùng a à. hiện tại rốt cuộc vừa mới tế luyện ngũ sát bi kiện bảo bối này rất nhiều chỗ lợi hại còn không có có thể chân chính bày ra theo đối với kiện bảo bối này xâm nhập nghiên cứu lâm phong tin tưởng uy lực của ngũ sát bi hội càng ngày càng lớn mạnh đem ngũ sát bi tế luyện một phen lâm phong lấy ra mấu chốt nhất bảo bối Dị vực thần bổn nguyên, này tuân dị vực thần tuy tuổi già sức yếu, nhưng thực lực như cũ đã cường đại đến làm cho người ta linh hồn run rẩy trình độ. Từ đó có thể biết dị vực thần bổn nguyên là bực nào phi phàm. Tuy chỉ lấy được một phần năm dị vực thần bổn nguyên, nhưng những cái này bổn nguyên, đầy đủ tương trợ Lâm Phong tu vi lại lần nữa đột phá. Lâm Phong bây giờ là chân thần cảnh giới cửu trọng thiên tu vi. Cự ly chân thần cảnh giới thập trọng thiên một bước ngắn. Chỉ cần có thể đột phá đến chân thần cảnh giới thập trọng thiên, Kế tiếp chính là nên vì bước vào thiên thần cảnh giới chuẩn bị. Thiên thần cảnh giới là tu sĩ kiếp sống bên trong một lần trọng yếu lột xác. Hàng tỷ tu sĩ bên trong, có thể đột phá thiên thần cảnh giới tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một khi đột phá đến thiên thần cảnh giới chính là một lần to lớn lột xác, không chỉ là sinh mệnh tầng thứ lột xác, thực lực cũng sẽ đạt được long trời lở đất biến hóa. Phổ thông tu sĩ đột phá thiên thần cảnh giới đều có kinh người như vậy chuyển biến, Lâm Phong đột phá thiên thần cảnh giới, vậy càng thêm kinh người lâm phong một khi đột phá thiên thần cảnh giới tu vi của hắn ngoại trừ trên phạm vi lớn để thăng bên ngoài chính yếu nhất chính là có thể hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ thuốc dục trí tôn bá khí đây đối với lâm phong mà nói là cực kỳ chuyện trọng yếu dị vực thần bổn nguyên bắt đầu bị lâm phong dần dần luyện hóa những cái kia cường đại bổn nguyên biến thành tinh thuần năng lượng tại lâm phong tất cả xương cốt tứ chi bên trong chảy xuôi lên giống như lao nhanh không thôi sông ngòi những cái kia năng lượng biến thành cường đại pháp lực trong sơn động thỉnh thoảng truyền ra từng đợt đại đạo luân âm như thiên đạo thần âm đan chéo lại dường như cổ thần tại khai mở đàn diễn giải đạo âm lượn lờ ngưng mà không tiêu tan thiên đạo không ngừng vạn đạo cộng minh bế quan ba ngày sau lâm phong rốt cục xuất quan lần này bế quan lâm phong tu vi thành công đột phá đến chân thần cảnh giới thập trọng thiên cuối cùng dừng lại tại chân thần cảnh giới thập trọng thiên hậu kỳ kế tiếp lâm phong cần lắng động tu vi của mình vì đột phá thiên thần cảnh giới chuẩn bị lấy lâm phong tích góp mà nói hắn muốn đột phá đến thiên thần cảnh giới cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình đến lúc sau tất nhiên hội khó khăn vô cùng cho nên kế tiếp lâm phong muốn bắt đầu thu thập đủ loại thiên tài địa bảo tới luyện hóa không ngừng lắng động tu vi của mình chỉ có tu vi lắng động đến đầy đủ cường đại trình độ mới có thể thử đột phá thiên thần cảnh giới một khi đột phá thất bại đây tuyệt đối là tính tai nạn lâm phong tại núi rừng phía trên rất nhanh bay vút lấy đây là đệ nhất trọng thiên kiêu đạo tràng thiên kiêu đạo tràng tổng cộng chia làm ngũ trọng, hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đủ loại bảo bối, tỷ như thiên đạo bổn nguyên vân, vân, đợi một tí loại này bảo bối là có thể trực tiếp đề thăng tu vi bảo bối. Lâm Phong thích nhất chính là tìm kiếm bảo bối như vậy, một khi tìm đến, liền có thể tiếp tục lắng động tu vi của mình. Đệ nhất trọng thiên kiêu chiến trường ở trong cũng hết sức hỗn loạn, khắp nơi đều có thể thấy được bởi vì các loại lợi ích cùng một chỗ chém giết tu sĩ. Lâm Phong không ngừng xâm nhập thiên kiêu đạo tràng đệ nhất trọng thiên kiêu đạo tràng đệ nhị trọng thiên kiêu đạo tràng đệ tam trọng thiên kiêu đạo tràng đệ tứ trọng thiên kiêu đạo tràng mỗi lần nhiều nhất tiến nhập nhất trọng thiên kiêu đạo tràng nhân số đều biết giảm mạnh nhưng cửu châu diện tích quá nhanh khổng lồ tham gia thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến tu sĩ rất nhiều thực lực cường đại tu sĩ cũng quá nhiều cho nên dù cho đến đệ tứ trọng thiên kiêu chiến trường nơi này tu sĩ nhân số vẫn rất nhiều lâm phong đoạn này thời gian thu hoạch rất lớn hắn lấy được không ít bảo bối luyện hóa, tu vi tăng lên tới chân thần cảnh giới đỉnh phong. Ở phía trước tứ trọng thiên kiêu chiến trường chờ đợi 3 tháng, Lâm Phong tiến nhập ngũ trọng thiên kiêu chiến trường. Ngũ trọng thiên kiêu chiến trường cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất thiên kiêu chiến trường, nghe nói ngũ trọng thiên kiêu bên trong chiến trường có cửu tòa thiên kiêu phong. Thiên kiêu trên đỉnh có thể cảm mộ thiên địa đại đạo khí tức, bởi vậy cửu tòa thiên kiêu phong bị vô số cường đại tu sĩ nhìn chằm chằm. Rất nhiều người tiến nhập thiên kiêu chiến trường đệ ngũ trọng, cũng bắt đầu tìm kiếm thiên kiêu phong tung tích. Mà Lâm Phong đối với nghe đồn rằng Thiên Kiêu Phong cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú, hắn hướng phía ngũ trọng Thiên Kiêu chiến trường chỗ sâu trong bay đi, bắt đầu tìm kiếm Thiên Kiêu Phong tung tích, đi ngang qua một ngọn núi thời điểm, Lâm Phong thấy được hơn 10 người Âm Dương Hợp Hoan Tông tu sĩ rất nhanh bay qua. Hơn nữa những người này thần sắc vội vàng, không biết chuyện gì xảy ra. Tông môn này người tụ tập tại một khối tuyệt đối không làm chuyện tốt. Lâm Phong không khỏi nói thầm một tiếng, đi theo Âm Dương Hợp Hoan Tông tu sĩ sau lưng ý định nhìn xem những người này đến cùng muốn. Thần sắc vậy mà như thế vội vàng, chương 2347, thần bí bạch y nữ tử. Âm dương hợp hoan tông tại cửu châu thế lực là thập phần lớn đại, tà ma tông này cửa ở trong có thật nhiều đỉnh cấp thiên tài. Hơn nữa còn có âm dương hợp hoan tông tu luyện các loại thái bổ, thuật song tu. Cho nên cảnh giới của bọn hắn đề thăng vô cùng nhanh. Lâm Phong cùng âm dương hợp hoan tông tu sĩ tiếp xúc qua mấy lần, biết những người này đều là dạng gì bản tính hắn một đường theo sau âm dương hợp hoan tông tu sĩ, không có bao lâu, bọn họ đi tới một tòa sơn mạch bên trong. Tòa dạng núi này rất không đơn giản, rậm rạp lấy cường đại trận pháp. Những cái này trận pháp đem chọn ngọn núi mạch phong tỏa lại. Muốn đi vào trong đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình, cần tinh thông đại trận, phá giải nơi đây trận pháp mới có thể tiến nhập trong đó. Xác định trong này sao, một người thanh y tu sĩ hỏi. Người thanh y này tu sĩ khí thức thâm trầm đáng sợ này âm dương hợp hoan tông bọn này tu sĩ đều là lấy trước mắt người thanh y này tu sĩ cầm đầu xác định ở bên trong một người khác tu sĩ nói thật tốt phá trận a thanh y tu sĩ nói lúc này liền có ba người tu sĩ lướt đi bắt đầu phá giải nơi đây cấm chế lâm phong không khỏi nói thầm lên cái chỗ này hẳn là có cái gì đặc biệt đồ vật vậy mà để cho âm dương hợp hoan tông tu sĩ thật tình như thế đối đãi một canh giờ đại trận bị phá giải một đám người hướng phía bên trong đi đến mà Lâm Phong thì là theo sát phía sau, càng ngày chỗ sâu trong, nhiệt độ càng thấp. Đến chỗ sâu nhất vị trí, Lâm Phong thấy được một ngọn núi vậy mà cũng bị đóng băng. Này tòa đỉnh núi có một tòa nhập khẩu, hơn 10 người âm dương hợp hoan tông tu sĩ rất nhanh tiến nhập trong đó. Hàn khí là từ trong gió lạnh bộ phát ra, xem ra ngọn núi này nội bộ không đơn giản a. À. Lâm Phong nội tâm không khỏi nói thầm lên, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi theo hơn 10 người âm dương hợp hoan tông tu sĩ sau lưng, sau đó hướng phía trong sơn động bộ đi đến việt phương chỗ sâu trong đi càng thêm rét lạnh theo không ngừng xâm nhập lâm phong vậy mà có cảm giác thân thể có chút lạnh run nơi này như thế nào như thế lạnh lâm phong không khỏi nhíu mày cái chỗ này quả thật so với bắc cực băng nguyên chỗ sâu trong còn muốn rét lạnh thật sự là không thể tưởng tượng rất có thể có cái gì hàn băng thuộc tính trí bảo hoặc là thánh vật yêu quân nói nghe được yêu quân lời ấy con mắt của lâm phong đột nhiên sáng ngời nếu thật sự là như thế đến lúc sau mình có thể tranh đoạt kiện bảo bối này hoặc là thánh vật sơn động kéo dài đi thật lâu lâm phong mới đi tới sơn động chỗ sâu trong tại sơn động chỗ sâu nhất vị trí có một tòa to lớn lòng núi mà trong lòng núi bày đặt bàn đá ghế đá một ít đầu bếp còn có bàn trang điểm đây là một cô gái cư trú qua động phủ âm dương hợp hoàn tông tu sĩ xem xét một phen cũng không có phát hiện cái gì vật chân quý bên trong có một tòa thạch thất bảo bối rất có thể ngay tại thạch thất ở trong âm dương hợp hoan tông tu sĩ nói ngay sau đó những người này đem thạch thất cửa cho mở ra lâm phong đứng ở đằng xa hướng phía trong thạch thất nhìn lại liền thấy được thạch thất ở trong có một tòa bạch ngọc hàn giường mà bạch ngọc hàn trên giường thì là nằm một cô gái cô gái kia ăn mặc bạch sắc cung quần lụa mỏng dáng người thướt tha mềm mại sinh ra một chương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt khi thấy cô gái kia thời điểm lâm phong cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh cô gái kia thật sự là thật đẹp xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông, giống như là băng tuyết thế giới bên trong đản xanh ra băng tuyết chi thần đồng dạng mỹ lệ thuần khiết, có một loại làm cho người ta linh hồn rung động đẹp, thật đẹp, trời ạ, à, ta chưa từng có gặp qua đẹp như vậy nữ nhân. Âm dương hợp hoan tông tu sĩ nhất thời kinh hô lên, khí tức đều không có, hẳn là chết đi đã lâu rồi a. À. Xinh đẹp như vậy nữ tử vậy mà chết đi, thật sự là thật là đáng tiếc. đúng vậy a, à, thật sự là đáng tiếc a. À. Xinh đẹp như vậy nữ tử, nếu là có thể âu yếm vậy cũng tốt. Âm Dương Hợp Hoan Tông tu sĩ đều nghị luận, lúc này, ánh mắt của bọn hắn tà ác nhìn về phía nằm ở trên giường nữ tử. Ai nói người chết không thể đụng vào?" Một người Âm Dương Hợp Hoan Tông tu sĩ nói, ngay sau đó những người còn lại cũng phát ra tiếng cười. Những người này, thật sự là, nghe được Âm Dương Hợp Hoan Tông những tu sĩ kia tiếng đàm luận, Lâm Phong đối với những người này quả thật bó tay rồi. Bọn người kia, thật sự là không bằng cầm thú a hiện tại lâm phong liền nhịn không được xông lên phía trước chém đám người kia cặn bã đồng dạng ra hỏa thời điểm này âm dương hợp hoan tông tu sĩ đã như nhanh như hổ đói vồ mồi đồng dạng đánh về phía nằm ở bạch ngọc hàn trên giường nữ tử thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới chuyện đáng sợ phát sinh nguyên bản khí thức đều không có rõ ràng đã chết đi thời gian rất lâu nữ tử bỗng nhiên mở mắt đó là một đôi băng lãnh vô tình con mắt cùng cặp mắt kia liếc nhau phảng phất muốn rơi vào vạn trượng băng uyên bên trong đồng dạng Ô, sống thế nào sao? Một người âm dương hợp hoan tông tu sĩ kinh hô lên. Sống tốt hơn, những người còn lại nhất thời cười ha hả, sau đó tiếp tục hướng phía bạch y nữ tử nhào tới. Bạch y nữ tử lơ lửng đến giữa không trung như ngọc đẹp tay trong hư không nhẹ nhàng quét qua. rầm rầm rầm, từng tên một âm dương hợp hoan tông tu sĩ bị quét bay ra ngoài, thân thể trực tiếp tại giữa không trung bạo tạc, đường trường thần hình câu diệt, chết vô cùng thê thảm. Hợp thành vì vong linh cơ hội cũng không còn, chạy mau, Đầu lĩnh Thanh y tu sĩ kinh khủng kêu lên, quay người liền chạy trốn. Lúc trước những người này còn đối với Bạch y nữ tử nổi lên cầm thú chi nghiệp, nhưng hiện giờ, những người này thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán. Bạch y nữ tử thật sự là thái quá mức cường đại cùng kinh khủng. Bạch y nữ tử tay phải cách hư không nhẹ nhàng vỗ. Rầm rầm rầm, Thanh y tu sĩ đám người căn bản cũng không có có thể chạy đi, thân thể cũng đã bùng nổ. Thật là khủng khiếp nữ nhân, Lâm Phong không khỏi hít vào một hơi khí lạnh người này nữ tử thần bí tu vi thật sự là quá cường đại hơn nữa giết người không chắc mắt lâm phong muốn lặng yên không một tiếng động rời đi thế nhưng bạch y nữ tử mục quang hướng phía lâm phong ẩn thân địa phương trông lại sau đó rất nhanh đuổi tới không tốt bị phát hiện rồi sắc mặt của lâm phong hơi đổi không chút nghĩ ngợi quay người liền hướng phía bên ngoài rất nhanh phóng đi rất nhanh hắn liền vọt ra thế nhưng là người kia bạch y nữ tử cũng đuổi tới Lâm Phong lúc trước xác thực cảm ứng được người này bạch y nữ tử đã chết đi. Hắn cũng không biết cái vị này bạch y nữ tử vì cái gì đột nhiên sống lại, thật sự là vô cùng quỷ dị. Để cho Lâm Phong trong nội tâm cũng nghi hoặc khó hiểu. Bạch y nữ tử mười phần bình tĩnh, thậm chí không có bất kỳ sát ý chảy ra. Nhưng Lâm Phong cũng không dám có mảy may lười biếng chỗ. Này bạch y nữ tử đuổi theo tuyệt đối là muốn mạng của hắn. Tiên tử, chúng ta trong đó là hiểu lầm, ta với người đánh chết những người kia trong đó không có có bất kỳ quan hệ gì. Ta cũng không có muốn dâm loạn khinh thân thể của ngươi." Lâm Phong cao giọng kêu lên, muốn giải thích một chút. Nhưng Bạch Y nữ tử căn bản không nghe, nàng cong ngón búng ra. Trong hư không ngưng tụ ra tới một đạo khủng bố sát khí, hướng phía Lâm Phong kích. Bắn đi, đạo kia sát khí xé rách hư không, trong chớp mắt đi tới Lâm Phong trước người, muốn đem Lâm Phong trực tiếp xé vỡ thành hai mảnh. Chương 2348, Thủ Phong Bạch Y nữ tử công kích hết sức mạnh mẽ, Lâm Phong cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí đối mặt Bạch Y nữ tử công kích. Cho nên đối mặt với kia chém giết mà đến một đạo sát khí, Lâm Phong không có bất kỳ giữ lại, hắn trực tiếp tế ra Tử Kim Hồn Thiên Cầu kiện bảo bối này bảo hộ ở chính mình. Tử Kim Hồn Thiên Cầu chính là một kiện chuẩn đế binh cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Lực phòng ngự hết sức cường đại, làm Bạch Y nữ tử công kích đánh giết tại Tử Kim Hồn Thiên Cầu hình thành phòng ngự trên màn hào quang mặt thời điểm. Nhất thời đã bị chặn lại. Ta hảo nam không cùng nữ đấu, Lâm Phong cao giọng kêu lên, lập tức quay người bỏ chạy. Bạch y nữ tử trên mặt vẫn là một bộ mặt không biểu tình bộ dáng, tuy nữ nhân này xinh vô cùng đẹp. Nhưng biểu tình quá lạnh, quả thật lạnh đến tận xương tủy mặt đồng giạc, để cho Lâm Phong đều có một loại cảm giác không rét mà run. Lâm Phong tốc độ đầy đủ nhanh, ba ngày sau, hắn rốt cuộc thoát khỏi người kia bạch y nữ tử. Lúc này, Lâm Phong rồi mới thở dài ra một hơi. Thiên kiêu đạo tràng này ở trong thật sự là vô cùng quỷ dị, đã chết không biết bao nhiêu năm bạch y nữ tử vậy mà cũng có thể phục sinh qua, cũng không biết bạch y nữ tử kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Là thực sống lại, hay là thi biến, Lâm Phong không khỏi nói thầm, chỉ bất quá hắn nhất định không chiếm được cái gì đáp án. Thoát khỏi bạch y nữ tử, Lâm Phong tiếp tục hướng phía chỗ sâu trong bước đi. Hắn hiện tại ý định đi đến thiên kiêu phong, cướp đoạt đến một tòa thiên kiêu phong sau đó lĩnh hội đại đạo. Lĩnh mộ thiên địa đại đạo, bản thân chính là đối với mình thân tu vi một loại lắng động thiên kiêu phong nơi này người đến người đi phi thường náo nhiệt rất nhiều tu sĩ đi đến thiên kiêu phong về sau mới phát hiện nguyên lai bao phủ thiên kiêu phong cường đại cấm chế còn chưa từng tản đi muốn cướp đoạt thiên kiêu phong cần chờ đợi cấm chế tản đi về sau mới có thể tiến đến cướp đoạt cướp đoạt thiên kiêu phong quy tắc rất đơn giản nếu là cảm thấy thực lực đầy đủ cường đại có thể tiến đến thủ phong sau đó còn lại tu sĩ có thể hướng thủ phong tu sĩ khởi xướng khiêu chiến, một lần cho phép một người hướng thủ phong tu sĩ khởi xướng khiêu chiến, nếu là chiến bại, tu sĩ khác mới có thể tiếp tục khởi xướng khiêu chiến. Một người ăn mặc áo lam tu sĩ nói, nhìn trời kiêu phong quy tắc tương đối hiểu rõ. Thủ phong tu sĩ chẳng phải là muốn kinh lịch sa luân chiến. Có người nói nói, đúng vậy a, à, chính là sa luân chiến, muốn thủ phong thành công, tự nhiên sẽ vô cùng khó khăn, nếu là không có cái này dũng khí, cũng đừng nghĩ lấy đánh cướp thiên kiêu ngọn núi. Người kia áo lam tu sĩ tiếp tục nói: "Vậy cũng không thể một mực như vậy đánh tiếp a, à, nếu không phải đoạn có người khiêu chiến, này được đánh tới khi nào?" Lại có người đưa ra chính mình nghi vấn: "Đương nhiên sẽ không một mực đánh tiếp, thủ phong tu sĩ chỉ cần có thể thủ được 3 ngày thời gian mà bất bại, là có thể thủ phong thành công." Áo lam tu sĩ nói: "Nguyên lai like như thế," rất nhiều người đều gật gật đầu, theo áo lam tu sĩ vừa nói như vậy, những tu sĩ này đối với tranh đoạt Thiên Kiêu Phong quy tắc cũng đều có một cái tương đối trực quan lý giải. Nhưng ngay sau đó rất nhiều người liền buồn bực, bọn họ vốn cho là Thiên Kiêu Phong là tùy tiện đi vào đây này, lại không nghĩ tới, Thiên Kiêu Phong vậy mà cần thủ phong, cũng liền nói, chỉ có 9 người có thể leo lên Thiên Kiêu Phong tu luyện. Điều này làm cho rất nhiều nguyên bản nhìn trời Kiêu Phong ôm lấy thật lớn chờ mong tu sĩ không khỏi cực kỳ thất vọng. Tới cường giả thật là không ít a, Lâm Phong không khỏi tự nói hắn cảm nhận được không ít khí thức cường đại, một ít khí thức, để cho hắn có cảm giác vô cùng kiêng kỵ. Ô, ma huyết, Lâm Phong thấy được một người tuổi trẻ tu sĩ, hắn lông mày không khỏi khẽ nhướng mày. Người kia tuổi trẻ tu sĩ hết sức anh Tuấn, thế nhưng song hẹp dài con ngươi để cho cả người hắn nhìn nhìn tương đối tối tăm phiền muộn băng lãnh. Lâm Phong đối với ma huyết khí thức thật sự là quá quen thuộc, hắn suy đoán nhất định là ma huyết nhập vào thân người kia tuổi trẻ tu sĩ trên người nhập vào thân ở trên người người khác loại chuyện này cũng là ma huyết tương đối am hiểu việc làm ngoài ra lâm phong còn chứng kiến một chút người quen tỷ như đuổi giết hắn bạch y nữ tử tỷ như một tiên linh tỷ như đại ma thần hôm sau ầm ầm nổ mạnh thanh âm vang vọng thiên địa bao phủ cửu tòa thiên kiêu phong cấm chế bắt đầu tản đi đây coi như là thiên kiêu chiến một lần diễn thử đúng vậy a à, dám can đảm thủ phong nhân vật tuyệt đối là loại kiêm nghịch thiên nhân vật nếu là có thể thủ phong người thành công vật tham gia thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến thời điểm, rất có thể hội sát nhập thiên kiêu bảng top 10. Rất nhiều người đều nghị luận lên, hai canh giờ về sau bao phủ lại cử tòa thiên kiêu phong cấm chế liền hoàn toàn tản đi. Vèo, bạch y nữ tử dẫn đầu phóng lên trời, hướng phía một tòa thiên kiêu phong bay đi. Nữ nhân này thật xinh đẹp, đẹp như tiên nữ a, à, nữ nhân này là ai a? À? Cũng dám đi thủ phong, không nhận ra a, à, quần phương phổ phía trên tựa hồ cũng không có nhân vật như thế a. À thấy được bạch y nữ tử leo lên tòa thứ nhất thiên kiêu phong, rất nhiều nam tu sĩ con mắt đều nhanh thẳng. Thời điểm này một cỗ khí thức kinh khủng từ hướng tây bắc tràn ngập, ngay sau đó một người nam tử dẫm trận tại chỗ đi về hướng một tòa thiên kiêu phong. Là thiên yêu hoàng chi tử, rất nhiều người kinh hô lên, thiên yêu hoàng chi tử huyết mạch cường đại, mà còn nắm giữ lấy bài danh đệ bát thiên hỏa, tuy xuất thế không lâu sau, nhưng thanh danh chấn thiên. Oanh, đệ tam tôn cường giả dẫm trận tại chỗ đi về hướng một tòa thiên kiêu phong. Đây là một người lượn lờ tại thần quang bên trong nam tử, giống như tôn thái sơ thời đại trí cao thần chuyển kiếp trở về. Vậy là bất tử tiên tông tu sĩ, cho hay gọi là Vũ Văn U, nghe nói người này cùng bất tử gia tộc có quan hệ. Có người nói nói, rất nhiều người thần sắc đột nhiên chấn động, bất tử gia tộc, đây chính là một cái mỗi người nói đến đều biến sắc cổ xưa gia tộc A, vẫn luôn ở vào thần thoại trong truyền thuyết. Dị thường cường đại cùng khủng bố, veo, lâm phong cũng xông ra ngoài, hắn muốn thủ được một tòa thiên kiêu phong hắn cũng có tự tin có thể thủ được một tòa thiên kiêu phong ô tiểu tử này là ai a à? lạ mặt a à, đỉnh cấp thiên kiêu bên trong có nhân vật như thế sao rất nhiều người đều là hai mặt nhìn nhau biểu tình cũng không nhận ra lâm phong đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người không nhận ra lâm phong nhận ra lâm phong thân phận tu sĩ nói người này chính là quy gia đệ tử gọi là lâm phong nguyên lai like hắn chính là lâm phong đó rất nhiều người đều nghe qua lâm phong thanh danh tiên khung đây là người tỷ phu a à, lợi hại như vậy a à, lại muốn thủ phong mộc ra một trong đám người một người tuổi trẻ công tử nhìn về phía bên người một vị đồng bạn vị kia đồng bạn gọi là mộc tiên khung chính là mộc tiên thi đệ đệ cùng cha khác mẹ không rõ ràng lắm mộc tiên khung cũng có chút kinh ngạc hắn cùng với mộc tiên thi trong đó cũng không như thế nào thân cận cho nên đối với lâm phong hắn cũng không có quá nhiều đi rõ ràng qua muốn thủ lôi cần thiên yêu hoàng chi tử cường đại như vậy nhân vật mới có thể làm được hắn cho là mình là ai. Quy ra đệ tử thanh danh là đầy đủ vang dội, nhưng không có thể vì hắn mang đến thực lực cường đại, chờ xem đi, đợi tí nữa hắn sẽ bị người như là nghiền chết một con kiến đồng dạng nghiền chết tại thiên kiêu trên đỉnh. Một bên mục tiên linh cười lạnh nói, nhìn về phía lâm phong mục quang đầy vào vẻ châm chọc. chương 2349, Thủ Phong Hạ Nghe được mục tiên linh lời nói này về sau mộc gia không ít người đều nhanh chóng im miệng không có nhiều hơn nữa nói chuyện lâm phong, Mộc Tiên Linh cùng chuyện Lâm Phong bọn họ tự nhiên cũng có chỗ hiểu rõ. Hiện giờ nói nhiều sai nhiều. Mộc Tiên Linh trong gia tộc địa vị rất không phàm trần, những Mộc gia này đệ tử tự nhiên không muốn đắc tội Mộc Tiên Linh. Mộc Tiên không lại hơi hơi nhíu mày. Hắn cùng với Lâm Phong tuy không quen, nhưng dù nói thế nào, Lâm Phong cũng là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ Mộc Tiên thi vị hôn phu. Ngày sau thực nếu là trở thành thân, đến lúc sau chính mình thấy cũng phải hô một tiếng tỷ phu cho nên nghe được mục tiên linh như vậy hạ thấp lâm phong mục tiên khung là có chút mất hứng hắn nói tiên linh tỷ như vậy ở sau lưng nghị luận lâm phong cũng không phải một kiện quá chuyện quang minh rốt cuộc tiên linh tỷ cùng chuyện lâm phong cũng sớm đã đã trở thành đi qua tiên linh tỷ cũng không cần thiết vì chuyện này canh cánh trong lòng sắc mặt của mục tiên linh đột nhiên trầm xuống lạnh lùng nói như thế nào này còn không có lấy tỷ tỷ ngươi về nhà chồng đâu liền hộ lên sắc mặt của mục tiên khung trở nên có chút khó coi hắn cùng với một tiên linh cũng không phải nhất mạch. Mà hắn nhất mạch này cũng thuộc về đích mạch, cho nên cũng không hề sợ hãi một tiên linh. Một tiên không muốn nói cái gì đó, nhưng bị bên người đồng bọn kéo lại. Một tiên không hừ lạnh một tiếng, liền không có tiếp tục cùng một tiên linh tranh chấp hạ xuống. Là Lâm Sư Huynh, Luân Hồi Tiên Tông đệ tử thấy được Lâm Phong leo lên một tòa thiên kiêu phong về sau không khỏi kinh hô lên. Tuy Lâm Phong bại hoại danh tiếng danh chấn Tông Môn, nhưng Lâm Phong cường đại tại trong Tông Môn cũng là mọi người đều biết rất nhiều người đối với lâm phong thực lực kỳ thật vẫn là hết sức tôn sùng một ít nữ đệ tử thậm chí cảm thấy được lâm phong bất cần đời bề ngoài phía dưới có một quả chính trực nội tâm có lẽ sở nhã huyên chính là cho rằng như vậy cho nên nàng rất muốn tiếp xúc một chút lâm phong đi rõ ràng một chút chân chính lâm phong là một cái dạng gì người nhưng lâm phong cũng không có cho sở nhã huyên tiếp cận cơ hội lâm sư huynh cố gắng lên Sở Nhã Huyên thấy được Lâm Phong leo lên một tòa thiên kiêu phong về sau không khỏi vì Lâm Phong cố gắng lên trợ uy lên. Nàng là một cái rất người thiện lương, cũng không có bởi vì Lâm Phong cự tuyệt nàng, mà ghen ghét trên Lâm Phong. Sở Nhã Huyên ngược lại tại lặng yên chú ý Lâm Phong. Lâm Phong là đệ tứ tôn leo lên thiên kiêu phong, còn thừa lại năm tòa thiên kiêu phong. Lúc này, Đại Ma Thần cũng phóng lên trời, đi về hướng một tòa thiên kiêu phong. Là Đại Ma Thần người này, Ma Thần nhất tộc tu sĩ, Sớm mấy năm phá vỡ vật liệu đá đi ra, lai lịch hết sức thần bí. Có người nói nói, điểm ra đại ma thần thân phận. Đại ma thần trên người tràn ngập bí mật, đại ma thần leo lên đệ ngũ tòa thiên kiêu phong về sau. Ngay sau đó công tử Vũ Hiện thân, Thiên Ma Đại Đế chi tử công tử Vũ, nghe nói người này nắm giữ một cây ma liên. Có người nhận ra thân phận công tử Vũ, phụ thân của công tử Vũ thế nhưng là một tôn đại đế cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn là một tôn còn sống đại đế hiện giờ nắm trong tay thiên ma tộc quyền hành, thiên phú của công tử Vũ cũng dị thường đáng sợ, lưu chảy đời thứ nhất đế huyết. Tu vi của hắn mạnh như thế nào, mặc dù liền lâm phong cũng không biết. Công tử Vũ xuất hiện tự nhiên cũng đưa tới không nhỏ oanh động. Cuối cùng công tử Vũ đáp xuống thứ sáu tòa thiên kiêu trên đỉnh. Còn thừa lại cuối cùng ba tòa thiên kiêu ngọn núi. Rất nhiều người thấp giọng nói, mười phần chờ mong đến cùng người phương nào hội leo lên cuối cùng ba tòa thiên kiêu phong. Thời điểm này một người nhìn nhìn chỉ có 13-14 tuổi thiếu niên mặc áo đen leo lên thứ bảy tòa thiên kiêu phong. Không đúng, nàng cũng không phải một người nam tử, mà là một cô gái. Có người nói nói, phát hiện tên thiếu niên kia là nữ giả nam trang. Đây là người của huyết văn ma tộc, nghe nói là một vị ma đế chi nữ. Lúc trước người này thiếu nữ cùng đạo nguyên tông người nổi lên xung đột, đạo nguyên tông hai vị cự thần cảnh giới cường giả xuất lĩnh lấy hơn một ngàn danh cao thủ vây giết người này thiếu nữ, lại bị người này thiếu nữ dễ dàng đánh chết. Có người nói nói, nguyên lai nàng chính là nghe đồn rằng người kia ma nữ a. À. Rất nhiều người không khỏi thán phục lên tiếng, trước nghe nói qua cái vị này ma nữ sự tình, chỉ là vô duyên vừa thấy, hiện giờ rốt cục gặp được người này ma nữ, mới biết được tin đồn không uổng, người này ma nữ tuổi tác quả nhiên rất nhỏ. Tuy năm tuổi nhỏ, nhưng tu vi lại cực kỳ nghịch thiên. Ta từ cửu thiên, quân lâm hàng tỷ giới, sinh linh đều cúi đầu, thiên địa ta vi tôn thời điểm này một đạo chốc lát mờ ảo thanh âm từ đằng xa truyền đến. Vô cùng đơn giản một câu, lại đã bao hàm vô tận cuồng ngạo bá khí, thanh đế từ đằng xa đi tới, chư thế trong đó, ta thanh đế vi tôn, ai nếu không phục, đều có thể tới chiến. Thanh đế hết sức cuồng ngạo, hắn leo lên đệ bát tòa thiên kiêu phong, liếc xéo hướng xung quanh vô số tu sĩ, thần sắc kiêu căng, không ai bị nổi. Thấy được thanh đế này bức không coi ai ra gì bộ dáng. Rất nhiều người đều có sông lên đánh thanh đế một quyền xúc động, gia hỏa này thật sự là quá kiêu ngạo một chút người cho là mình thật sự là lịch sử vị thanh đế kia sao vậy mà cũng dám nói chư thế trong đó ta thanh đế vi tôn nói như vậy gia hỏa này người nào cũng dám dùng thanh đế xưng hô chính mình đây là phạm húy kiêng kỵ a có người nói nói cũng không nhận ra trước mắt cái vị này thanh đế nhưng biết trong lịch sử vị kia thanh đế quả thật quét ngang chư thế vô địch người này là một tôn thánh thai xuất thế tự xưng thanh đế có người nói nói thật sự là to gan lớn mật thanh đế xương hô này cũng là tùy tiện có thể gọi sao có người lạnh lùng nói nhưng hắn hiện tại như cũ sống 10 phần tiêu sái người này hết sức đáng sợ có người nói như vậy nói veo thứ chín tôn tu sĩ phóng lên trời bay về phía thứ chín tòa thiên kiêu phong người này tu sĩ không phải người khác chính là ma huyết nhập vào thân người kia tu sĩ vậy tiểu tử không phải là lý càn sao gia hỏa này tu vi là thiên thần cảnh giới thất trọng thiên cũng được xưng tụng một phương cường giả, thế nhưng là cự ly có thể thủ phong còn có thiên đại cự ly A, à, hiện tại sông lên phải đi chịu chết sao. Có người nhận ra ma huyết nhập vào thân người kia tu sĩ thân phận, không khỏi cảm giác hết sức nghi hoặc. Người này tu sĩ tự nhiên không biết ma huyết nhập vào thân lý khô sự tình, nếu là biết, đoán chừng liền không có như vậy nghi ngờ. Bạch y nữ tử, thiên yêu hoàng chi tử, vũ văn u, lâm phong, đại ma thần, công tử vũ, ma nữ, thanh đế, ma huyết, 9 người phân biệt chiếm cứ một tòa Thiên Kiêu Phong thủ phong. Âm thầm còn có rất nhiều cực hạn cường giả cũng không có đi chiếm trước Thiên Kiêu Phong. Những cái này cực hạn cường giả bên trong, một số người là vì nhìn trời Kiêu Phong không có cái gì hứng thú, một số người phải không nghĩ tại Thiên Kiêu Tháp phía trên Thiên Kiêu bảng tranh đoạt chiến lúc trước bại lộ thực lực của mình, mà một số người thì là tính toán đợi đợi chiếm giữ Thiên Kiêu Phong, những người này bị tu sĩ khác đại lượng tiêu hao bọn họ chiến lực về sau sẽ tìm cơ hội xuất thủ, nhất cử đánh bại thủ phong tu sĩ khiêu chiến chính thức bắt đầu, bỗng nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng tại trong thiên địa. Này đạo thanh âm chính là nguyên khư giới thiên đạo trật tự phát ra thanh âm. Cùng với này đạo thanh âm truyền ra, từng đạo thân ảnh phóng lên trời, phân biệt bay về phía cửu tòa thiên kiêu phong. chương 2350, đánh bại, một người tu sĩ từ trên trời giáng xuống, đây là đối thủ của Lâm Phong, chính là một cô gái, ăn mặc một thân hồng sắc váy dài, đem mê người dáng người triển lộ tại Lâm Phong trước mắt, là như thế hoàn mỹ cùng xinh đẹp. Nàng sinh ra một trương vô cùng mịn màng khuôn mặt, có thể nói động lòng người đến cực điểm, như vậy một cô gái, mặc dù phóng tầm mắt cửu châu, cũng được xưng tụng tuyệt đại giai nhân. Hứa Như Kiều, nữ nhân này dường như là Thiên Cổ tông người a. À. Có người nói nói, nhận ra người này thân phận của cô gái. Thiên Cổ tông, một cái truyền thừa vô cùng đã lâu tông môn, đây là một cái ẩn thế tông môn, biết cái thế lực này cũng không có nhiều người có thể phàm là đối với tông môn này có chỗ hiểu rõ tu sĩ cũng biết thiên cổ tông tông môn này đến cùng đáng sợ cỡ nào. Cường đại như những cái kia cổ xưa tiên tông cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc tông môn này, mà thiên cổ tông tu sĩ rất ít xuất thế, phàm là có tư cách xuất thế người, cũng không có so với kinh diễm. Hứa như kiều xuất thủ, không có quá nhiều ngôn ngữ, đi lên chính là thiên cổ tông đỉnh cấp truyền thừa, trong hư không xuất hiện rậm rạp chẳng chịt xiềng xích, những cái kia xiềng xích đem lâm phong xung quanh triệt để phong tỏa lại hứa như kiều muốn dùng những cái này xiềng xích quấn chặt lấy lâm phong kể từ đó liền có thể hạn chế lâm phong hành động đến lúc sau có thể dễ dàng đối phó lâm phong chém lâm phong phất tay chém ra hàng tỷ đạo kiếm khí phốc kiếm khí tung hoành kích bắn hứa như kiều ngưng tụ ra tới xiềng xích toàn bộ nứt vỡ lâm phong dẫm trận tại chỗ đi về hướng hứa như kiều một quyền hướng phía hứa như kiều đánh giết mà đi hừ hứa như kiều hừ nhẹ một tiếng bàn tay như ngọc trắng liên tục biến hóa pháp quyết Giống, tiếng gầm gừ chấn thiên, một đầu hung thú ngưng tụ mà thành. Này đầu hung thú dĩ nhiên là một tôn bệ ngạn. Bệ ngạn chính là chân long chi tử, hung uy chấn thiên, bởi vì cái gọi là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cử tử bất đồng, chân long đại đế chín cái nhi tử bên trong, bệ ngạn bài danh thứ bảy. Môn thần thông này gọi là bệ ngạn bảo ấn. Tin đồn chính là một tôn cường đại dị thường bệ ngạn thánh tôn truyền thừa xuống tuyệt học. Thật cường đại thần thông rất nhiều người cảm nhận được hứa như kiều thi triển ra thần thông không khỏi nhao nhao biến sắc môn thần thông này được xưng tụng kinh thiên địa quỷ thần khiếp tin đồn bệ ngạn thánh tôn tu vi đạt đến tiên cảnh chính là đời thứ năm chân long con trai của đại đế kỳ thật thực lực không thể so với phụ thân của mình thấp cho nên có thể tưởng tượng hắn truyền thừa rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào có người nói 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 ra bệ ngạn bảo ấn chỗ cường đại đây là thiên cổ tông cấp cao nhất truyền thừa một trong tuyệt đối đạt đến tiên thuật cấp bậc đã sớm nói Lâm Phong chỉ là một cái phế vật mà thôi, phế vật như vậy cũng muốn đi thủ phong, không phải là muốn chết sao. Mục tiên linh cười lạnh nói, thân sắc hờ hững nhìn về phía Lâm Phong. Nàng một mực đang chú ý Lâm Phong, Mục tiên linh tự nhiên hy vọng Lâm Phong chiến bại, như vậy mới có thể chứng minh lúc trước lựa chọn của nàng không có sai. Nàng muốn gả cho những cái kia cấp cao nhất thiên kiêu, như thiên yêu hoàng chi tử nhân vật như vậy. Nhất định kinh diễm muôn đời, nhưng Lâm Phong, hiển nhiên không đủ tư cách. Mộc Tiên khung khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Ánh mắt của hắn nhìn trầm chằm Lâm Phong, Chỗ Thiên Kiêu Phong. Đối với Lâm Phong, hắn rõ ràng không nhiều lắm, không biết Tu Vi đến cùng như thế nào, có hay không có thể ngăn cản được hứa như kiều công kích. Rất nhiều ánh mắt của người đều nhìn phía Lâm Phong, Chỗ Thiên Kiêu Phong, không ít người đều đang lẩm bẩm. Lâm Phong sẽ không bị hứa như kiều chiêu này bệ ngạn bảo ấn đánh bị dày vò a. Chân Long ấn, vừa lúc đó Lâm Phong xuất thủ hắn thi triển ra đời thứ nhất thủy tổ long truyền thừa xuống chân long ấn. Bệ ngạn chỉ là chân long đại đế chi tử, mà còn chỉ là đời thứ năm chân long đại đế chi tử. Hắn mà sáng tạo thần thông tuy cường đại, nhưng huyết mạch phía trên bị chân long huyết mạch áp chế. Chế tạo ra thần thông, cũng sẽ bị chân long đại đế chế tạo ra thần thông áp chế. Đây là một loại trời sinh huyết mạch áp chế, vô pháp cải biến, cho nên khi lâm phong một chiêu này chân long ấn thi triển ra, trực tiếp chế trụ hứa như kiểu bệ ngạn bảo ấn dầm 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 liên tục va chạm ba lần hứa như kiều bệ ngạn bảo ấn bị lâm phong chân long ấn cho phá hết hứa như kiều tức thì bị chấn động liên tiếp lui về phía sau một mực thối lui vài chục bước rồi mới ngừng lại được hứa như kiều vậy mà thất bại xem ra lâm phong này thật sự có một ít bổn sự a à. không nghĩ tới a à, lâm phong này vậy mà như thế lợi hại rất nhiều người không khỏi giật mình hết sức bởi vì rất nhiều người đối với lâm phong lý giải đều là nguyên vốn tại quy gia mặc dù mọi người cũng biết lâm phong tu vi tất nhiên không kém có thể nhắc đến lâm phong thời điểm rất nhiều người ấn tượng đầu tiên vẫn là quy gia đệ tử mà không phải đơn thuần nghĩ đến hắn là một vị đỉnh cấp thiên kiêu hứa như kiều khuôn mặt âm tình bất định nàng nhìn thật sâu lâm phong liếc một cái cắn cắn cặp môi đỏ mọng sau đó bay khỏi lâm phong chỗ thiên kiêu phong giờ này khác này mặt khác tám tòa thiên kiêu trên đỉnh tình hình chiến đấu cũng hết sức kịch liệt dám can đảm dẫn đầu đến đây khiêu chiến nhân vật Tự nhiên cũng đều là thực lực thập phần cường đại tồn tại. Bất quá thủ phong những tu sĩ này chiến lược thật sự là thái quá mức mạnh mẽ. Cho nên mỗi người đã thành công kích thất bại người khiêu chiến. Cái kia bạch y nữ tử tu vi thật sự là lợi hại A, à, nhưng nàng thi triển mấy môn thần thông chưa bao giờ thấy qua, không biết là lai lịch thế nào. Cái kia lý cản chuyện gì xảy ra, khiêu chiến hắn thế nhưng là một vị đỉnh cấp thiên kiêu A, à, có thể cùng cự thần tranh phong. Lý Càn lại dễ dàng đánh bại người lợi hại như vậy vật, lý Càn lúc nào lợi hại như vậy? Hoàn toàn giống như là thay đổi một người đồng dạng a, hẳn là lúc trước một mực ở giả heo ăn thịt hổ hay sao? Cái kia thủ đoạn của công tử Vũ cũng cực kỳ quỷ dị a, không hổ là Thiên Ma Đại Đế chi tử. Trong những người này tối thâm bất khả chắc hẳn là Thanh Đế, Thiên Yêu Hoàng chi tử cùng Đại Ma Thần a. Không, ta hoàn toàn cho rằng là người kia Bạch Y nữ tử cùng kia cái gọi là Lý Khô Tu sĩ thần bí nhất. Ta tương đối xem trọng Thanh Đế thiên yêu hoàng chi tử cùng vũ văn u nghe nói vũ văn u cùng kia cái cổ xưa gia tộc có quan hệ hơn nữa cũng sớm đã tiến hành huyết mạch thức tỉnh đến cùng đến cỡ nào cường đại không được biết rất nhiều người đều nghị luận phát biểu lấy cái nhìn của mình rất nhanh lại có tu sĩ tiến đến khiêu chiến lâm phong liên tiếp đánh bại hơn 10 người người khiêu chiến lúc này một người thân hình cao lớn giống như chiến thần nam tử dẫm trận tại chỗ hướng phía lâm phong đi đến long hỏa châu long ra một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân long vạn thương có tu sĩ nói, đây cũng là một tôn nhân vật lợi hại, một thân tu vị thâm bất khả chắc, tại Long Hỏa Châu chính là cấp cao nhất nhân vật. Lâm Phong cùng Long Hỏa Châu Long ra có thủ cũ, hiện giờ Long vạn thương xuất thế, thấy được Lâm Phong về sau đối với hắn động sát nghiệp. Có từng nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Long vạn thương từ trên trời giáng xuống lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt sát ý chưa từng có mảy may che giấu. Lâm Phong thản nhiên nói, liền ngươi phế vật như vậy cũng dám đối với thiếu gia ta như thế làm càn, ai cho ngươi lá gan, muốn mạng sống lập tức quỳ xuống dập đầu 10 cái khấu đầu. Lâm Phong lời này vừa nói ra nhất thời một mảnh xôn xao. Chương 2351, Lôi đình vạn quân. Long Vạn Thương nói như thế nào cũng là Long Hỏa Châu cấp cao nhất thiên kiêu, dù cho tại Cửu Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu cường giả. Lâm Phong vậy mà đối với Long Vạn Thương như thế khinh miệt cùng khinh thường, để cho rất nhiều người cũng không có so với kinh ngạc. Gia hỏa này quá kiêu ngạo a. À như thế không đem Long Vạn Thương để vào mắt, đây cũng quá miệt thị Long Vạn Thương a. À. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế ra hỏa a, à. Long Vạn Thương tâm cao khí ngạo một người, bị như thế miệt thị, hiện tại không chừng cũng bị khí thành bộ dáng gì nữa đó. Cái này có ý tứ, Long Vạn Thương cũng không phải là một cái nén giận nhân vật, trận chiến này đã không thể tránh né, tất nhiên đặc sắc lộ ra. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều đều nghị luận lên. Tất cả mọi người đang đợi trận này đặc sắc đại chiến bắt đầu luân hồi tiên tông đệ tử đều là cười khổ biểu tình. Xem ra vị lâm sư huynh này vô luận đi đến nơi nào tính cách cũng sẽ không cải biến A. À. Nhưng bọn hắn lại cảm thấy lâm phong lớn lối như thế là chuyện đương nhiên sự tình. Bởi vì lâm phong thực lực đầy đủ cường đại, làm thực lực đầy đủ cường đại thời điểm, lớn lối thì như thế nào? Người có thể làm gì ta? Hơn nữa tại luân hồi tiên tông đệ tử trong mắt, lâm phong nghiễm nhiên chính là lần này thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến luân hồi tiên tông lĩnh quân nhân vật mà Lâm Phong có ngạo thì quần hùng, liếc xéo bát phương thực lực, cuồng ngạo một ít thì thế nào. Không biết sống chết khiêu khích Long Vạn Thương, quả thật chính là ngại chính mình chết quá chậm. Mục tiên linh cười lạnh liên tục nhìn về phía Lâm Phong, cùng chờ đợi Lâm Phong bị Long Vạn Thương đánh chết. Mục tiên khung ở một bên khẽ nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà sẽ như thế chọc giận Long Vạn Thương. Mục tiên khung đã từng cùng Long Vạn Thương giao thủ qua, lúc trước hay là một lần lịch lúc luyện, vì tranh đoạt bảo bối, hắn cùng với Long Vạn Thương đại chiến cùng một chỗ, cuối cùng bị Long Vạn Thương đánh bại. Nhiều năm đi qua, Long Vạn Thương tu vi tất nhiên càng thêm kinh khủng, chính là bởi vì biết Long Vạn Thương chỗ khủng bố, cho nên Mộc Tiên Khung mới biết được Lâm Phong cùng Long Vạn Thương một trận chiến này, tất nhiên hung hiểm vạn phần. Dám can đảm tại lão tử trước mặt lớn lối người, cuối cùng đều giống như một cái con dẹp đồng dạng bị lão tử cho nghiền chết, mà ngươi cũng không ngoại lệ. Long Vạn Thương nhe răng cười liên tục nhìn về phía Lâm Phong. Oanh, bên trong thân thể của hắn phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Ngay sau đó Long Vạn Thương ra tay với Lâm Phong, một quyền hướng phía Lâm Phong đánh giết mà đi, tại quả đấm của hắn phía trên, vậy mà hiện ra rõ ràng thái cổ Long Thần hư ảnh. Một quyền này gọi là Long Thần Quyền, một quyền liền tan tành chân không, uy lực mạnh để cho rất nhiều vây xem tu sĩ đều sinh ra một loại kinh hãi lạnh mình cảm giác. Long Vạn Thương với tư cách là Long Hỏa Châu cấp cao nhất thiên kiêu, bày ra thực lực, quả thật làm cho người rung động lâm phong vung tay lên một mảnh tử vong trường hà bay ra tử thần hàng lâm chu diệt hàng tỷ sinh linh vong hồn rơi xuống thu hoạch vô tận sinh mệnh tử vong trường hà bên trong truyền tới từng đạo thanh âm thần bí kia từng đạo thanh âm như là tử thần thanh âm đồng giảng một tôn tôn tử thần ngưng tụ mà thành bọn họ cầm trong tay lưỡi hái tử thần tại tử vong trường hà phía trên dẫm trận tại chỗ mà đi đây là đại tử vong thuật ngưng tụ mà thành tử vong trường hà lâm phong tiến nhập minh giới tại cái đó người chết mới có thể đi thế giới bên trong, đối với tử vong tựa hồ có một loại toàn bộ nhận thức mới. Cho nên liền ngay cả hắn tu luyện đại tử vong thuật, đều trở nên đột nhiên tăng mạnh, uy lực so sánh với trước kia, có nghiêng trời lệch đất đồng dạng biến hóa. Tử vong trường hà trong chớp mắt liền đem long vạn thương bao phủ ở trong đó. Long vạn thương thần thông cũng bị tử vong trường hà cho phá vỡ. Ta từ minh giới, thu hoạch chư thế sinh linh hồn. Một tôn tôn tử thần đánh giết hướng long vạn thương, giả thân giả quỷ, phá cho ta. Long vạn thương quát lạnh lên tiếng, ngay sau đó liền vung quyền hướng phía kia một tôn tôn tử thần đánh giết mà đi. Dầm dầm dầm, hai bên nhất thời đại chiến lại với nhau. Từng đạo mãnh liệt pha chạm thanh âm tùy theo truyền ra, hai bên đại chiến mười phần kịch liệt. Tử vong trường hà ngưng tụ ra tới tử thần hết sức cường đại. Long vạn thương công kích tuy cường đại, nhưng muốn phá vỡ lâm phong tử vong trường hà cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình. Long vạn thương tựa hồ gặp một chút phiền toái cái này lâm phong thật sự là thâm tàng bất lộ a à, có thể ngăn chặn long vạn thương đủ để nói rõ lâm phong này chỗ khủng bố thật đúng là giang sơn thay có tài tử xuất tất cả lĩnh phong tao mấy trăm năm a à, tuyệt thế thiên tài thật sự là một người tiếp một người xuất thế a à. rất nhiều người đều nhỏ giọng giao lưu lâm phong bày ra thực lực khiến những người này khiếp sợ không thôi lâm sư huynh quả nhiên lợi hại a à, luân hồi tiên tông đệ tử vẻ mặt nét mặt hưng phấn nhất vinh câu vinh Lâm Phong với tư cách là Luân hồi Tiên Tông đệ tử như thế lợi hại, bọn họ thân là Luân hồi Tiên Tông đệ tử cũng cảm thấy quang vinh. Tiên khung của ngươi tỷ phu rất khủng bố a, à, cùng tin đồn cũng không đồng dạng a. À, xem ra tất cả mọi người đánh giá thấp thực lực của hắn a. À. Mộc ra bên này một người tu sĩ nói, Mộc Tiên khung gật gật đầu nói, có thể đi lên liền ngăn chặn Long Vạn Thương, xác thực rất mạnh. Sắc mặt của Mộc Tiên Linh lại có chút khó coi. Lúc trước nàng cố hết sức phản đối cùng Lâm Phong thông gia chính là bởi vì cảm thấy Lâm Phong tu vi không mạnh, thiên phú không đủ. Nhưng hiện giờ Lâm Phong bày ra cường đại như vậy chiến lực, tự nhiên sẽ để cho nàng nội tâm hết sức không thoải mái, nhưng nghĩ đến Lâm Phong dù cho mặc dù tu vi không tầm thường thì như thế nào. So với thiên yêu hoàng chi tử, thanh đế, đại ma thần như vậy thiên chi kiêu tử, vẫn có tranh lệch rất lớn. Nghĩ tới đây, sắc mặt của mục tiên linh thuận tiện nhìn rất nhiều. Chế trụ Long Vạn Thương về sau Lâm Phong không có bất kỳ dừng lại, dẫm trận tại chỗ hướng phía Long Vạn Thương đi đến. Đánh chó mù đường đạo lý Lâm Phong tự nhiên minh bạch. Long Vạn Thương muốn giết hắn, Lâm Phong tự nhiên cũng sẽ không khách khí với Long Vạn Thương cái gì. Lâm Phong vô thanh vô tức xuất hiện ở Long Vạn Thương sau lưng. Sau đó thì triển ra tự nghĩ ra quyền pháp trí tôn luân hồi quyền. Cái này quyền pháp uy lực vô cùng khủng bố, chính là Lâm Phong dốc hết tâm huyết chế tạo ra quyền pháp. Chí tôn luân hồi quyền vừa ra, trên người lâm phong phát ra một loại ở giữa thiên địa ta vì trí tôn vạn thần quy lạy quần tiên cúi đầu khí thế một quyền này chính là ta mặc kệ hắn là ai một quyền long vạn thương vừa mới đánh lui công kích cái chết của hắn thần liền cảm nhận được đằng sau vào tới khủng bố quyền ý hắn quay người chính là một quyền đánh giết mà đi phanh long vạn thương cùng lâm phong đối oanh cùng một chỗ ngay sau đó thân thể của long vạn thương bị lâm phong cho đánh bay ra ngoài Oa, Long Vạn Thương giữa không trung đại khẩu thổ huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Răng rắc răng rắc, Cùng Lâm Phong đối oanh một kích cánh tay lại càng là trực tiếp bẻ gãy. Một kích này Long Vạn Thương nhận lấy 10 phần thương thế nghiêm trọng. Ai có thể nghĩ đến Lâm Phong cùng Long Vạn Thương vừa mới giao thủ, Lâm Phong lợi dụng thế lôi đình vạn quân đem Long Vạn Thương đã bị đánh trọng thương. Ai vậy cũng không nghĩ tới sự tình. Oanh, Lâm Phong như một tôn cổ xưa chiến thần đồng dạng, nhảy lên, thẳng hướng Long Vạn Thương Muốn đem Long Vạn Thương đánh chết tại Thiên Kiêu Phong chi đỉnh. Chương 2352, tiểu kiếm thánh Tôn Tiên ngạo. Lâm Phong cuồng ngạo bá đạo một kích, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng cùng khủng bố lực phá hoại đánh giết hướng Long Vạn Thương. Rất nhiều người cảm nhận được Lâm Phong một kích này chỗ khủng bố cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Một kích này thật sự là quá lợi hại, Long Vạn Thương nếu là thừa nhận một kích này, chỉ sợ muốn hồn về cửu thiên. Long Vạn Thương cũng bị đánh chết sao? rất nhiều người lên tiếng kinh hô, Long Vạn Thương dù nói thế nào cũng là một tôn tiếng tăm lừng lẫy cao thủ đứng đầu, nếu là cứ như vậy bị Lâm Phong đánh chết, tự nhiên sẽ khiến cho không nhỏ oanh động. Ngâm, mắt thấy Lâm Phong một kích kia muốn đánh chết Long Vạn Thương thời điểm. Bỗng nhiên, ngẩng cao rồng ngâm tiếng vang triệt thiên địa, đón lấy, thân thể của Long Vạn Thương biến thành một đầu thân thể của cự Long. Long Vạn Thương huyết mạch có thể phản tổ, đối mặt với Lâm Phong này khủng bố một kích, Long Vạn Thương trực tiếp phục hồi chính mình tổ huyết. Phản tổ về sau Long Vạn Thương hóa thành cự long, chiến lược bạo tăng. Hắn huy động long trảo cùng Lâm Phong đối oanh một kích, chặn lại Lâm Phong công kích, sau đó đuôi rồng đột nhiên lấy quét, hướng phía Lâm Phong rút qua. Lâm Phong lướt ngang ra ngoài, tránh thoát Long Vạn Thương một kích này. "Ta muốn mạng của ngươi." Long Vạn Thương gào thét chấn thiên, rất nhanh hướng phía Lâm Phong đánh giết mà đi. Chỉ thấy nó mở ra miệng lớn dính máu, một cái to lớn năng lượng quang cầu ngưng tụ mà thành, hướng phía Lâm Phong đánh giết mà đi hừ sẽ vô dụng thôi dù cho phản tổ người ở trước mặt ta vẫn không chịu nổi một kích lâm phong cười lạnh lên tiếng trực tiếp thi triển ra thạch nhân quan vân hải cái này cường đại thần thông hướng phía long vạn thương biến thành cự long đánh giết mà đi thạch nhân quan vân hải muôn đời đều có thể diệt trong nháy mắt phung lên chư thiên hoàn vỗ sụp đổ thạch nhân quan vân hải ngưng tụ mà thành từ trên trời giáng xuống trấn áp hạ xuống phanh một kích này trực tiếp phá toái long vạn thương công kích sau đó hung hăng đánh giết tại long vạn thương biến thành cự long trên thân thể trực tiếp đem long vạn thương biến thành cự long thân hình đánh bay ra ngoài long vạn thương biến thành cự long thân hình trực tiếp dạn nứt máu tươi chảy xuôi mà ra bá hào quang lóe lên lâm phong hóa thành một đảo óng ánh trói mắt kiếm khí trực tiếp chém về phía long vạn thương biến thành cự long thân hình Phốc, cùng với mãnh liệt xé rách thanh âm truyền ra long vạn thương biến thành cự long thân hình trực tiếp bị xé thành hai nửa trời ạ à, long vạn thương bị chém vô số người kinh hô lên long vạn thương cũng là cao thủ đứng đầu nhưng vậy mà dễ dàng như thế bị lâm phong chém giết thật sự là vượt ra dự liệu của tất cả mọi người long vạn thương thân rồng biến thành người thân thể lâm phong tế ra một đạo thiên hỏa đem thân thể của long vạn thương thiêu hôi phi yên diệt sau đó hắn đem long vạn thương chữ vật giới chỉ thu vào long vạn thương cái vị này kinh tài tuyệt diễm nhân vật cứ như vậy đã trở thành bụi bặm đã trở thành đi qua cái này chính là tu luyện giả thế giới tàn khốc a à? ít nhiều kinh diễm muôn đời nhân vật tuy khả năng nhất thời óng ánh nhưng làm vẫn lạc thời điểm nhất định sẽ bị người rất nhanh quên đi thế gian không thiếu hụt thiên tài người bị chết nhất định hội bị người quên lãng sống sót người mới có thể bị người làm lễ vô số người nghị luận trong nội tâm vẫn rất khó lập tức bình phục lại chết đi thế nhưng là một vị đỉnh cấp thiên kiêu a mặc dù mặt khác tám tòa thiên kiêu trên đỉnh đại chiến tu sĩ cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn sang Thiên yêu hoàng chi tử nhìn về phía lâm phong tràn đầy cười lạnh biểu tình. Bạch y nữ tử thì là mắt không biểu tình. Đại ma thần vẻ mặt cuồng nhiệt chiến ý. Ma huyết nhập vào thân lý càn thì là sát ý lành lạnh. Công tử vũ nhìn về phía lâm phong thì là một bộ nghiền ngẫm biểu tình. Mỗi người nhìn về phía lâm phong mục quang đều là bất đồng. Lâm phong cũng không để ý tới đừng ánh mắt của người. Hắn đứng ở thiên kiêu phong chi đỉnh, tiếng gió gào thét, đem quần áo của hắn thổi bay phất phới. Lâm phong như một tôn bất hủ thần linh, mơ quang băng lãnh, nhìn quét thập phương. Người này lúc trước là có chút danh tiếng âm thanh mà ý, lại không ngờ tới vậy mà đã đã có thành tựu. Thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến, tất nhiên có người này một chỗ nhỏ. Rất nhiều người rung động nói, lâm phong chiến lực quá đáng sợ, đã thật sâu xúc động mỗi người nội tâm. Một tiên linh nắm tay cũng không khỏi chặt chẽ nắm lại với nhau. Vừa mới nàng là cỡ nào hy vọng lâm phong bị long vạn thương giết chết. Nhưng hết lần này tới lần khác không như mong muốn nàng không muốn thừa nhận lựa chọn của mình là sai lầm nhưng hôm nay mục tiên linh càng ngày càng cảm thấy chính mình lúc trước lựa chọn có lẽ thật sự là sai lầm nhưng hiện giờ nàng cùng lâm phong cũng sớm đã hình cùng người lạ lại gặp nhau liền người xa lạ cũng không bằng còn lại thiên kiêu trên đỉnh đại chiến cũng ở tiếp tục tiến hành thủ phong những tu sĩ này thái quá mức kinh khủng muốn đánh bại bọn họ quả thật khó như lên trời lâm phong người cũng đã biết mình đã phạm vào tử tội một đạo âm thanh băng lãnh từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó một người đeo kiếm nam tử từng bước một đi tới. Đó là một người bạch y như tuyết nam tử, một đầu tóc đen rối tung trên bờ vai, hắn giống như Tôn Kiếm Tiên. Bồng bềnh như tiên, khí chất xuất trần, giống như từ cửu thiên tiên giới hạ phàm mà đến. Tiểu kiếm thánh Tôn Tiên ngạo, nhìn người nọ về sau rất nhiều người đều kinh hô lên. Cái gì? Hắn chính là Thái thượng tiên tông tiểu kiếm thánh Tôn Tiên ngạo. Rất nhiều người chấn kinh giống to. Tiểu kiếm tiên Tôn Tiên Ngạo chính là Thái thượng tiên tông mới nhất đại đệ tử bên trong cao cấp nhất Thiên Kiêu một trong. Hắn so với Độc Cô Đế Thiên, phó cản khôn đám người còn muốn nhỏ bảy tám trăm tuổi. Năm nay tiểu kiếm thánh Tôn Tiên Ngạo tu luyện bất quá chỉ có tam giáp tử. 60 năm là 60 năm, tam giáp tử chính là 180 năm. Tin đồn Tôn Tiên Ngạo chính là Thái thượng tiên tông mới một đám đệ tử lĩnh quân nhân vật một trong trên một đám đệ tử tham gia 800 năm trước Thiên Kiêu bảng tranh đoạt chiến lĩnh quân nhân vật là võ càn khôn, độc cô đế thiên đám người. Trăm năm lúc trước tôn tiên ngạo đã từng khiêu chiến có kiếm thần danh xưng là đông hải kiếm thần tiết chi rời, hai bên đại chiến 1600 hiệp. Tôn tiên ngạo đánh bại tiết chi rời, hơn nữa hắn tự mình chém xuống tiết chi rời đầu lâu. Cũng lấy tiết chi rời máu tươi tế tự bảo kiếm của mình. Trăm năm thời gian trôi qua, ai cũng không biết tôn tiên ngạo kiếm thuật đến cùng đã cường đại đến loại nào đáng sợ tầng thứ. Người đến người phương nào hãy xưng tên ra, trong tay không nhiễm hạng người vô danh máu tươi. Lâm Phong thần sắc hờ hững, rất nhiều người hưng phấn lên, hai người này đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, hiện giờ đối mặt. Xem ra một trận chiến này, đã không thể tránh né, tôn tiên ngạo so với trước kia bị Lâm Phong chém giết long vạn thương cường đại rất nhiều. Một trận chiến này tất nhiên vô cùng kịch liệt, nghe nói ngươi làm người cuồng vọng, hôm nay vừa thấy, danh bất hư truyền, chỉ bất quá ở trước mặt ta như thế người cuồng vọng cuối cùng cũng bị tế kiếm. Tôn Tiên Ngạo từng bước một đi về hướng Lâm Phong, mỗi đi ra một bước, hư không đều biết nhộn nhạo từng đạo rung động. Lâm Phong thần sắc lạnh nhạt nói, cuồng vọng, đó là bởi vì có cuồng vọng vốn liếng, hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn xem, người ta trong đó, chẳng biết hưu chết về tay ai. Vạn kiếm liệt thần đạo, Tôn Tiên Ngạo cười lạnh lên tiếng, chân phải nhẹ nhàng dẫm mạnh hư không. Dậm dạp chẳng chịt kiếm khí ngưng tụ mà thành, hướng phía Lâm Phong chém giết mà đi chương 2353, huyền vũ cõng bia đồ. Tôn tiên ngạo thực lực mạnh mẽ, kiếm pháp thông thiên, suy nghĩ động, hàng tỷ kiếm khí có thể liệt thiên. Tôn tiên ngạo chỗ bày ra chiến lực tự nhiên làm cho người ta sắc mặt thay đổi. Kiếm khí tung hoành ở giữa thiên địa, muốn đem lâm phong cho vạn kiếm phân thây. Quả nhiên không hổ là kiếm đạo cao thủ, tiện tay trong đó đánh ra công kích vậy mà đều đáng sợ như vậy. Lâm phong không khỏi nheo lại con mắt, đối mặt với tôn tiên ngạo công kích, hai tay của hắn pháp quyết liên tục biến hóa. Thi triển ra một chiêu đại phòng ngự thuật, tại lâm phong bốn phía hình thành phòng ngự tinh bích, khanh khanh khanh, rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí chém giết tại phòng ngự trên màn hào quang mặt. Từng đợt âm vang va chạm thanh âm truyền ra, kia từng đạo kiếm khí chém giết tại đại phòng ngự thuật ngưng tụ thành phòng ngự tinh bích phía trên, cũng không thể đủ phá vỡ phòng ngự tinh bích công kích. Tất cả công kích cũng bị phòng ngự tinh bích cho chặn lại, hai người này có thể nói là long hổ tranh chấp, chỉ là không biết ai có thể cho người cười cuối cùng. Rất nhiều người nhỏ giọng nói, một trận chiến này có thể nói là chuẩn bị chịu nhìn chăm chú đánh một trận, hấp dẫn quá nhiều ánh mắt của người. Luân hồi tiên tông đệ tử cũng không khỏi vì Lâm Phong lo lắng. Tiểu kiếm thánh danh tiếng, thái quá mức vang dội, tiểu kiếm thánh thực lực, thái quá mức cường đại, thế gian này vĩnh viễn không thiếu hụt cường giả. Lúc người cảm giác mình có thể quét ngang chư thế vô địch thời điểm, nói không chừng sẽ xuất hiện càng cường đại hơn, càng thêm khủng bố tồn tại vậy tiểu tử chết chắc rồi xác định vững chắc sẽ bị tôn sư đệ đánh chết thái thượng tiên tông đệ tử thì là mặt mũi tràn đầy cười lạnh biểu tình bọn họ đối với tôn tiên ngạo thực lực hết sức tự tin tin tưởng lâm phong tất nhiên sẽ chết ở trong tay tôn tiên ngạo một trận chiến này ta xem lâm phong lành ít giữ nhiều a à, luân hồi tiên tông truyền thừa có thể không sánh bằng thái thượng tiên tông truyền thừa đúng vậy a à, một trận chiến này ta cũng xem trọng tôn tiên ngạo có thể chiến thắng lâm phong hơn nữa muốn biết rõ tôn tiên ngạo nếu so với Lâm Phong nhiều tu luyện rất nhiều năm đâu. Ta cảm thấy được Lâm Phong với tư cách là quy gia đồ đệ, nhất định có cực kỳ lợi hại thủ đoạn, cho nên một trận chiến này ta xem trọng Lâm Phong. Rất nhiều tu sĩ tại thảo luận đối với một trận chiến này cách nhìn. 70 đến 80% người đều xem trọng tôn tiên ngạo có thể chém giết Lâm Phong. Có một phần nhỏ người xem trọng Lâm Phong cuối cùng có thể lấy được một trận chiến này thắng lợi. Tôn tiên ngạo thực lực có thể mạnh hơn Long Vạn Thương nhiều, Lâm Phong tuyệt đối sẽ chết ở trong tay tôn tiên ngạo. Mục tiên linh khóe miệng khơi gợi lên một vòng nụ cười, nhìn về phía Lâm Phong mục quang, tựa như cùng nhìn nhìn một người người chết đồng dạng. Kiếm hoàng chém, tôn tiên ngạo lần đầu tiên công kích bị Lâm Phong ngăn cản được về sau hắn ngay sau đó thi triển ra thức thứ hai công kích. Chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, đón lấy tay phải ở trong hư không nhẹ nhàng lấy làm ăn. Bá, kiếm khí tung hoành, hàng tỷ đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành, mà tất cả kiếm khí đều hội tụ cùng một chỗ, hình thành một tôn kiếm chi đế hoàng. Kia tôn kiếm chi đế hoàng, người mặc nhật nguyệt tinh thần bào, gọi dẫm thiên địa lưu vân dày, đầu đội cửu huyền hoàng thiên quan. Tựa như cùng thái sơ thời đại cổ thánh hoàng xuyên Việt thời gian hồng lưu, đi tới hiện giờ thời đại này. Kiếm chi thánh hoàng, phá hết vạn đảo, bỗng nhiên, kia tôn kiếm hoàng mở miệng nói chuyện. Sau một khắc, kia tôn kiếm hoàng biến thành một đạo kiếm khí, đón lấy, đạo kiếm khí kia bay thẳng đến lâm phong chém giết mà đi kia ông ánh trói mắt kiếm khí dẫn đầu cùng lâm phong thể ngoại mặt phòng ngự tinh bích đụng đụng vào nhau. Phốc, xé rách thanh âm truyền ra, đại phòng ngự thuật ngưng tụ mà thành phòng ngự tinh bích trực tiếp bị kiếm khí xé rách. Lâm phong rất nhanh lui về phía sau, sau đó tay phải vung lên. Chém giết đi ra một đạo đao mang, đây là liệt thiên ngưng tụ đao mang, sáp nhập vào đạo ý cảnh lực lượng. Khanh, đao mang cùng kiếm khí đụng vào nhau, đầu tiên là phát ra âm vang và chạm thanh âm. Ngay sau đó Lâm Phong ngưng tụ ra tới đao mang liền bị Tôn Tiên Ngạo ngưng tụ ra tới kiếm khí cho đứt đoạn. Tôn Tiên Ngạo một chiêu này kiếm hoàng chém uy lực thật sự là thái quá mức cường đại. Lâm Phong lông mày không khỏi khẽ nhướng mày, kiếm hoàng chém ngưng tụ ra tới kiếm khí thật sự là có chút quỷ dị. Phá vỡ Lâm Phong ngưng tụ đao mang, đạo kiếm khí kia hướng phía Lâm Phong chém giết mà đi. Lâm Phong tại giữa không trung chợt hiện chuyển xê dịch, muốn tránh thoát kiếm hoàng chém một kích này. Này đạo kiếm khí vậy mà như hình với bóng. Giống như là có được chính mình linh tính đồng dạng, kiếm khí có linh, Tôn Tiên ngạo này thật sự là quá lợi hại, vậy mà đã đem kiếm đạo tu luyện đến sâu như vậy áo trình độ. Lâm Phong bị chế trụ, ta xem bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Không ít tu sĩ lên tiếng, cao thủ quyết đấu, thường thường lớn tiếng dọa người, ngay từ đầu đã bị áp chế, muốn lật bàn, thật sự là khó khăn. Ta tại kiếm khí bên trong rót vào kiếm hoàng chi linh, kiếm hoàng chi linh bất hủ bất diệt, không chém ngươi, kiếm khí vĩnh viễn không tiêu tán tôn tiên ngạo cười lạnh liên tục nói đại đế tiên cũng không dám nói bất hủ bất diệt bốn chữ ngươi lại dám nói một đạo chỉ là kiếm hoàng chi linh lại có thể bất hủ bất diệt thật không biết ta nên phải hỏi ngươi là vô tri hay là nói ngươi ngu xuẩn lâm phong cười lạnh nói hắn dẫm trận tại chỗ tiến lên trong con ngươi quét qua từng đạo tia sáng lạnh lẽo hôm nay ta liền hủy diệt kiếm khí của ngươi để cho ngươi biết sự lợi hại của ta tiếng nói hạ xuống chỉ thấy lâm phong hai tay nắm ở giữa không chung bên trong sau đó trong miệng không ngừng lẩm bẩm chú ngữ, cũng không biết đó là cái gì chú ngữ, theo chú ngữ rơi xuống về sau, trong hư không vậy mà ngưng tụ ra tới một tòa hư ảo thế giới. Này tòa hư ảo thế giới bên trong có một mảnh lao nhanh không thôi sông ngòi, mà sông ngòi bên trong, một cái huyền vũ còng lấy một khối vô tự thiên bi bơi lại. Kia huyền vũ là một cái bằng đá huyền vũ, huyền vũ cóng bia đồ, đây là Lâm Phong nắm giữ một môn đỉnh cấp thần thông. Môn thần thông này Lâm Phong cũng không biết là cái gì phẩm cấp, nhưng môn thần thông này lại dị thường cường đại. Huyền vũ cóng bia đồ bị Lâm Phong tế ra, đón lấy huyền vũ cóng bia đồ hướng phía đạo kia chém giết mà đến kiếm khí chân áp mà đi. Phá, tôn ngạo tiên thanh âm băng lãnh, toàn lực thúc giục lấy đạo kiếm khí kia muốn hủy diệt Lâm Phong ngưng tụ huyền vũ cóng bia đồ. Khanh khanh khanh, một kích tiếp một kích chém giết trên huyền vũ cóng bia đồ mặt, nhưng lại không thể đủ hủy diệt Lâm Phong ngưng tụ ra tới huyền vũ cóng bia đồ. Mà Huyền Vũ Cống Bia Đồ thì là chấn động ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Sau đó hướng phía Tôn Ngạo Tiên ngưng tụ mà thành kiếm khí trấn áp mà đi. Giang giác, uy lực của Huyền Vũ Cống Bia Đồ thật sự là thái quá mức mạnh mẽ. Tôn Ngạo Tiên kiếm hoàng này chém ngưng tụ mà thành kiếm khí tuy cường đại, thế nhưng tại Huyền Vũ Cống Bia Đồ công kích cũng bắt đầu phá toái. Phanh, cuối cùng, đạo kiêu uy lực 10 phần khủng bố kiếm khí trực tiếp bùng nổ. Lâm Phong thì là điều khiển Huyền Vũ cóng Bia Đồ hướng phía Tôn Ngạo Tiên đánh giết mà đi. Tôn Ngạo Tiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới Lâm Phong một kích này vậy mà như thế lợi hại. Huyền Vũ cóng Bia Đồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quét tại Tôn Ngạo Tiên trên người. Tôn Ngạo Tiên bị quét bay ra ngoài, mà Huyền Vũ cóng Bia Đồ rất nhanh bay đi, hướng phía Tôn Tiên Ngạo lần nữa chân áp mà đi, muốn trực tiếp chấn sát Tôn Tiên Ngạo. Chương 2354, Kiếm Đạo Chu Tiên này đột nhiên biến hóa giết đi tất cả mọi người một trở tay không kịp, vừa mới vô số tu sĩ cũng còn đang bàn luận một trận chiến này khả năng kết quả. Bởi vì tại rất nhiều người xem ra một trận chiến này tất nhiên là Lâm Phong bị thua, bị tôn tiên ngạo chỗ chém giết. Nhưng ai có thể cho nghĩ đến, tốc độ ánh sáng trong đó vậy mà sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình. Kết quả thật sự là quá bất ngờ, chiến cuộc chớp mắt tức biến, hiện giờ vậy mà đã là Lâm Phong lấy được ưu thế áp đảo. Tôn tiên ngạo tình huống ngược lại tràn đầy nguy cơ uy lực của huyền vũ cõng bia đồ cường đại, phảng phất có thể trấn áp chư thế muôn dân chăm họ. Lần này uy lực, so với lần trước còn cường đại hơn, sắc mặt của tôn tiên ngạo âm trầm vô cùng, từ khi xuất đạo đến nay, hắn chưa bao giờ đã ăn bất kỳ một chút thiệt thòi. Dù cho trăm năm trước cùng kiếm thần tiết chi rời chiến đấu, tuy khổ chiến hồi lâu, nhưng mình nhưng vẫn chiếm cứ lấy ưu thế, mà hiện giờ, tôn tiên ngạo ở trong tay lâm phong ăn một cái không lớn không nhỏ thiệt thòi. Điều này làm cho tôn tiên ngạo khó có thể tiếp nhận. Tôn tiên ngạo trong con người tuôn động lấy lành lạnh sát ý. Đối mặt với huyền vũ cõng bia đồ công kích, lần này hắn không có lựa chọn cứng đối cứng. Phút phút, chỉ thấy trong hư không hào quang lóe lên, một tôn lại một tôn tôn tiên ngạo xuất hiện, trọn vẹn xuất hiện 99 tôn tôn tiên ngạo, những tôn tiên ngạo này lơ lửng tại các nơi. Lâm phong huyền vũ cõng bia đồ chấn sát mấy tôn tôn tiên ngạo, thế nhưng những tôn tiên ngạo đó đều không phải thật là. Huyền Vũ Cõng Bia Đồ loại thần thông này đối với thân thể tiêu hao là cực kỳ to lớn. Cho nên Lâm Phong cũng không cách nào một mực thúc dục. Thấy được Tôn Tiên ngạo hóa ra nhiều như vậy hư ảo phân thân, Lâm Phong liền đem Huyền Vũ Cõng Bia Đồ môn thần thông này tản đi. Một tôn biến thành 99 tôn, loại thần thông này thật quỷ dị a. À? Đúng vậy a, à, cũng nhìn không ra tới kia một tôn mới là thật được. Cái này Lâm Phong sợ là muốn phiền toái, gặp được quỷ dị như vậy thần thông, cũng không dễ dàng phá giải rất nhiều người đều nhíu mày, tôn tiên ngạo môn thần thông này xác thực thái quá mức quỷ dị một ít. Lâm Phong, người thật sự có chút bổn sự, nhưng đây cũng như thế nào? Người cuối cùng vận mệnh chính là chết ở trong tay ta. 99 tôn tôn tiên ngạo đồng thời nhìn về phía Lâm Phong. Mỗi một tôn con mắt của tôn tiên ngạo bên trong đều tản ra băng lãnh sát ý. Kiếm đạo chu tiên, bỗng nhiên, 99 tôn tôn ngạo tiên đồng thời phát ra âm thanh băng lãnh chín chín tôn tôn ngạo tiên một chỗ thi triển ra một môn lợi hại thần thông bá mỗi một tôn tôn ngạo tiên đô chém giết ra một đạo kiếm khí tổng cộng chín chín đạo kiếm khí kia chín chín đạo kiếm khí dung hợp lại với nhau hình thành một đạo óng ánh trói mắt kiếm khí đạo kiếm khí kia hướng phía lâm phong chém giết mà đi hả lâm phong khẽ nhíu mày trung quy cảm giác môn thần thông này cùng lúc trước cửa kia thần thông tựa hồ có một chút tương tự nhưng rất nhanh lâm phong liền phát hiện Môn thần thông này so với lúc trước môn thần thông không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu lần. Lúc đó đạo kiếm khí chém giết mà đến thời điểm, bỗng nhiên, từng đạo kiếm khí lần nữa tách ra, lại biến thành 99 đạo kiếm khí. Hơn nữa mỗi một đạo kiếm khí bên trong lại vẫn ẩn chứa một loại chém vỡ thiên đạo, chụt sát quần tiên cường đại lực ý chí. Kia cổ ý chí cường đại lực, để cho Lâm Phong đều có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Môn thần thông này thay đổi liên tục, hết sức cường đại kiếm đạo chu tiên môn thần thông này chính là tôn sư đệ từ một chỗ cổ xưa bí cảnh bên trong lấy được nghe nói là một tôn thái sơ thời đại cường đại tiên thiên sinh linh chế tạo ra vô thượng tuyệt học môn tuyệt học này một khi thi triển ra quả thật có thể chu thần diệt ma đầu tiên giết phật uy lực mạnh vô pháp tưởng tượng hiện giờ tôn sư đệ thi triển ra môn thần thông này xem ra đã bắt đầu chăm chú đối đãi một trận chiến này thái thượng tiên tông một người đệ tử nói tôn sư đệ chứng thực đối đãi một trận chiến này tiểu tử kia chỉ có một con đường chết không sai chờ nhìn tiểu tử kia bị tôn sư đệ chém giết a à. thái thượng tiên tông đệ tử nhao nhao nói kiếm đạo chu tiên dĩ nhiên là cái này lợi hại kiếm thuật tin đồn năm đó tôn ngạo tiên chính là dựa theo môn kiếm thuật này đánh bại kiếm thần tôn tiên ngạo hiện giờ tôn ngạo tiên lập lại chiêu cũ không biết có thể hay không dùng môn thần thông này đánh bại lâm phong một người hiểu rõ năm đó tôn ngạo tiên cùng tiết chi rời đánh một trận tu sĩ lên tiếng lời của hắn đưa tới chấn động không nhỏ Môn kiếm thuật này năm đó có thể đánh bại kiếm thần tiết chi rời, liền có thể biết cỡ nào kinh khủng. Có lẽ Lâm Phong thật sự có khả năng bị cái này cường đại kiếm thuật đánh chết. Mà lúc này đây, kiếm đạo Chu Tiên môn kiếm thuật này ngưng tụ ra tới 99 đạo kiếm khí đã triệt để khóa chặt lại Lâm Phong. Để cho Lâm Phong tránh cũng không thể tránh, sau đó bay thẳng đến Lâm Phong, chém giết mà đi, chương 2355, nhẹ nhàng kẹp lấy. Cái này Lâm Phong đã vô pháp tránh né sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không sai, ta xem Lâm Phong cũng là chạy trời không khỏi nắng. Thấy được kia từng đạo kiếm khí chém về phía Lâm Phong, triệt để phong kín Lâm Phong tất cả đường, rất nhiều tu sĩ nhất thời kinh hô lên. Tại những tu sĩ này xem ra, Lâm Phong giờ này khắc này sợ là đã vô lực xoay chuyển trời đất. Lâm Phong cũng hơi kinh ngạc, Tôn Ngạo Tiên bày ra thực lực để cho hắn giật mình hết sức, hắn cũng không nghĩ tới Tôn Ngạo Tiên vậy mà như thế lợi hại. Môn kiếm thuật này xác thực phong tỏa lại tất cả chạy trốn chi lộ quả thật vô pháp đối kháng bất luận kẻ nào bị khủng bố như vậy kiếm thuật phong tỏa lại cuối cùng sợ là chỉ có một con đường chết nhưng lần này đối thủ của tôn ngạo tiên là lâm phong thủ đoạn của lâm phong vô cùng hắn đã nghĩ tới đối phó môn thần thông này phương pháp lúc đó từng đạo kiếm khí chém giết mà đến thời điểm lâm phong thi triển ra một chiêu tam thiên đại đạo chiêu này tam thiên đại đạo gọi là đại phóng trục thuật đại phóng trục thuật không có lực công kích cũng không có lực phòng ngự, thế nhưng đại phóng trục thuật lại có một loại cực kỳ đáng sợ năng lực, đó chính là câu thông đủ loại thế giới. Sau đó đem muốn trục xuất đồ vật, trục xuất đến câu thông thế giới bên trong. Đối với đại phóng trục thuật môn thần thông này tu luyện vượt tinh thâm, liền vượt dễ dàng câu thông những cái kia thế giới. Lâm Phong thì triển ra đại phóng trục thuật, câu thông một tòa thần bí không gian. Tu vi bây giờ của hắn có hạn, còn có đại phóng trục thuật hiện giờ Lâm Phong cũng đây là tu luyện đến tiểu thành cảnh giới còn chưa đủ để lấy câu thông những cái kia cường đại thế giới. Cho nên hiện tại Lâm Phong câu thông một tòa song song không gian. Bất quá mặc dù chỉ là câu thông một tòa song song không gian cũng đã đầy đủ. Lúc đó rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí chém giết mà đến thời điểm. Làm tất cả mọi người cho rằng Lâm Phong sợ là cũng bị kia từng đạo kiếm khí cho phân thây thời điểm. Vừa lúc đó, Lâm Phong đại phóng trục thuật đại phát thần uy, trực tiếp đem 99 đạo kiếm khí bao phủ lại sau đó đem 99 đạo kiếm khí trục xuất đến đó tòa thần bí song song trong không gian. Nguyên bản gần như tại vô dụng thần thông kiếm đạo Chu Tiên cứ như vậy bị Lâm Phong cho hóa giải được. Tam thiên đại đạo chính là như thế thần kỳ, bao la vạn tượng, huyền diệu khó lường. Hồng Trần Tiên Tôn vì cái gì cường đại như vậy, cũng là bởi vì nàng đem hơn 3.000 toàn bộ học xong, vô luận ngươi thi triển cái dạng gì thần thông. Hồng Trần Tiên Tôn cũng có thể nhẹ nhõm tìm kiếm được phá giải phương pháp lâm phong có thể phá vỡ tôn ngạo tiên kiếm đạo chu tiên môn thần thông này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình lợi hại như vậy thần thông muốn phá giải đi tự nhiên là khó như lên trời đồng dạng sự tình căn bản cũng không có người có thể nghĩ đến lâm phong hội phá giải đi kiếm đạo chu tiên môn thần thông này cho nên khi lâm phong đem môn thần thông này phá giải đi về sau tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần dù cho tôn ngạo tiên cũng là một bộ kinh ngạc vô cùng biểu tình kiếm đạo chu tiên chính là tuyệt chiêu của hắn một trong môn thần thông này trước đó không đâu địch nổi tôn ngạo tiên thậm chí dựa theo môn thần thông này đánh bại kiếm tiên tiết chi rời tôn ngạo tiên đối với kiếm đạo chu tiên môn thần thông này vô cùng tự tin nhưng hôm nay môn thần thông này lại bị lâm phong cho phá hết này đối với tôn ngạo tiên mà nói là một cái không nhỏ đả kích đợi đến tôn ngạo tiên lấy lại tinh thần thời điểm lâm phong đã đi tới tôn ngạo tiên trước người mạnh mẽ không thể địch nổi một quyền hướng phía tôn ngạo tiên đánh giết mà đi tôn ngạo tiên phục hồi tinh thần lại Sắc mặt liền biến đổi. Nhưng người này không hổ là tuyệt đỉnh cao thủ, tại Lâm Phong xuất thủ thời điểm, hắn kịp thời phản ứng lại, sau đó nhanh như thiểm điện xuất thủ, cùng Lâm Phong hung hăng đối oanh cùng một chỗ. Hai người lần đụng chạm này, Tôn Ngạo Tiên liền rất nhanh lui về phía sau, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, cảm thấy Lâm Phong một quyền này uy lực thật sự là chẳng ra gì. "Trời ạ, à, làm sao có thể?" Rất nhiều người kinh hãi nhìn về phía Tôn Ngạo Tiên. Tôn Ngạo Tiên phát hiện mọi người xem hướng ánh mắt của mình đều hết sức kỳ quái. Lúc này Tôn Ngạo Tiên Phương mới hồi phục tinh thần lại. Hơn nữa hắn cảm giác chính mình thân lực lượng trong cơ thể đang tại rất nhanh suy yếu, điều này làm cho Tôn Ngạo Tiên đột nhiên cả kinh. Hắn nhìn hướng hai tay của mình nhất thời liền phát hiện hai tay của mình vậy mà biến thành một đôi khô héo như củi đồng dạng già nua hai tay. Một màn này đem Tôn Ngạo Tiên làm cho giật mình, bởi vì vậy thời điểm Tôn Ngạo Tiên đã cảm nhận được thân thể của mình không xong tình huống. Tại trong tích tắc, Tôn Ngạo Tiên bị tước đoạt thọ nguyên cùng lực lượng, Tôn Ngạo Tiên tu vi suy rơi xuống suy sụp, mà thân thể của Tôn Ngạo Tiên cũng trở nên vô cùng giải yếu. Lâm Phong vừa mới một quyền kia, thì triển chính là đại luân hồi thuật trang trước bên trong ghi lại tuyên cổ thông thông ước vạn niên. Môn thần thông này ẩn chứa thời gian chi lực, trong chớp mắt tước đoạt thọ nguyên, để cho tu sĩ già đi, chiến lực trên phạm vi lớn suy yếu. Hiện giờ Tôn Ngạo Tiên có thể nói là tu vi thấp nhất một cái giai đoạn, Chính là Lâm Phong đánh chết Tôn Ngạo Tiên tuyệt hảo cơ hội, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, đánh chết Tôn Ngạo Tiên sẽ khó như lên trời. Tuy cùng Tôn Ngạo Tiên chỉ là giao thủ mấy cái hiệp mà thôi, nhưng Lâm Phong trên đại thể đã nắm rõ ràng rồi Tôn Ngạo Tiên người này chiến lực. Chính là bởi vì như thế, Lâm Phong mới muốn bắt lấy hiện tại cơ hội này, đánh chết Tôn Ngạo Tiên. Lâm Phong rất nhanh hướng phía Tôn Ngạo Tiên phóng đi, hắn trực tiếp thi triển ra Thạch Nhân Quan Vân Hải cái này cường đại thần thông hướng phía Tôn Ngạo Tiên đánh giết mà đi. Tôn Ngạo Tiên tự nhiên cũng biết Lâm Phong tại đánh cái gì chú ý. Cho nên Tôn Ngạo Tiên cũng không giữ lại nữa, hắn rút ra sau lưng lưng mang trường kiếm nắm trong tay, sau đó cười lạnh nói, đây là luân hồi tiên tông đại luân hồi thuật A. Lợi hại, thật sự là lợi hại A, người lại có thể lĩnh ngộ đại luân hồi thuật cái này đỉnh cấp thần thông, để cho thân thể của ta tại trong thời gian ngắn biến thành già nua, tu vi cũng trên phạm vi lớn ngã xuống, thế nhưng, mặc dù ta gặp người đạo thì như thế nào? Dù cho suy yếu trạng thái, Ta cũng có thể chém giết ngươi. Hôm nay ta liền để cho ngươi lĩnh giáo một chút cái gì gọi là kiếm chân chính thuật. Tôn Ngạo Tiên này tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm, trong hư không nhẹ nhàng vẽ một cái, trong nháy mắt hàn quang tràn ra ngoài, cùng với đạo kia đáng sợ hàn quang tuôn động mà ra. Phốc lâm phong ngừng tụ thạch nhân quan vân hải trong trước mắt đã bị xé rách. Kiếm của ta gọi là vô tình kiếm, không chân ba ngàn phiền não tia tiên kiếm vung lên chém tất cả chi. Trong tay có kiếm có thể thực hiện tôn Trong lòng có kiếm mới là thánh Theo này đạo lạnh lùng thanh âm truyền ra Hàn quang chiếu dọi thiên địa Tôn ngạo tiên cầm vô tình kiếm chém giết mà đến Lâm phong bị buộc liên tiếp lui về phía sau Thật là lợi hại kiếm thuật Quả thật chính là không chê vào đâu được Lâm phong hoàn toàn bị chế trụ Tôn ngạo tiên kiếm thuật hoàn toàn không có sơ hở A à. Cái này Lâm phong còn thế nào chống lại Lâm phong sẽ không bị chém giết A à. Rất nhiều người kinh hô lên Lúc này Tôn Ngạo Tiên bắt được Lâm Phong một sơ hở. Ánh mắt hắn hơi hơi sáng ngời, cầm kiếm hướng phía đầu của Lâm Phong ám sát mà đi. Kia khủng bố một kiếm, mắt thấy muốn đâm thủng đầu của Lâm Phong. Ở nơi này nhìn cân treo sợi tóc thời điểm, tay phải của Lâm Phong không biết khi nào xuất hiện ở trước người. Khanh, chỉ nghe một đạo âm vang thanh âm truyền ra, Lâm Phong hai ngón tay đầu kẹp lấy Tôn Ngạo Tiên ám sát mà đến tuyệt thế một kiếm. mươi 2356, liếc xéo quần hùng, khí thôn bát hoang điều này sao có thể ôi trời ơi ta sẽ không nhìn hoa mắt a à? thật sự là kỳ lạ a à? rất nhiều người đều kinh hô lên quả thật không thể tin được chính mình con mắt thấy hết thảy tôn ngạo tiên hiện giờ nhân kiếm hợp nhất quả thật đánh đâu thắng đó rất có một loại thần cản sát thần phật ngăn cản chu phật ý tứ thế nhưng là tôn ngạo tiên như thế tinh diệu kiếm thuật lại bị lâm phong phá hết hơn nữa còn là bị lâm phong hai ngón tay đầu cho kẹp lấy thật sự là không thể tưởng tượng a à? thậm chí rất nhiều người đều không thể tin được đây là thật. Dù cho con mắt của Tôn Ngạo Tiên cũng chừng lớn, một bộ kỳ lạ biểu tình. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể tin được mắt của mình đã chứng kiến hết thảy là chân thật, như thế kinh diễm muôn đời một kiếm. Vậy mà cứ như vậy bị phá mất, điều này làm cho Tôn Ngạo Tiên khó có thể tiếp nhận. Lâm Phong thì là có chút đắc ý, hắn môn thần thông này chính là thiên sư đạo truyền thừa, gọi là điểm tiền chỉ tin đồn điểm tiền chỉ tu luyện tới đạt thành cảnh giới ngón tay đều biết biến thành màu hoàng kim, đến lúc sau đem điểm tiền chỉ có thể đơn giản mở ra đủ loại trận văn. Đương nhiên, cũng có thể ngăn cản được đủ loại công kích, tiến có thể công, lui có thể thủ, môn thần thông này, tại thiên sư đạo trong truyền thừa, cũng cũng coi là một môn đỉnh cấp truyền thừa. Môn thần thông này là thiên sư đạo truyền thừa thánh kinh thạch hoàng kinh phía trên ghi lại nội dung, cũng là thiên sư đạo truyền nhân bắt buộc thần thông. Đương nhiên môn thần thông này tu luyện cũng không dễ dàng, đối thủ chỉ tổn thương rất lớn. Lâm Phong bất tử thần thể có thể không ngừng chữa trị bị thương thân thể, cho nên tiên thiên của hắn điều kiện tốt, cho nên mới tu luyện thành điểm tiền chỉ. Nhưng hiện giờ cũng chỉ là tìm được ban đầu con đường trình độ. Bất quá cái này điểm tiền chỉ uy lực thật sự là lợi hại. Lâm Phong thì triển ra điểm tiền chỉ kẹp lấy Tôn Ngạo Tiên một kiếm này hoàn toàn không có vấn đề. Long Tượng Chi Tí Tại hắn dùng điểm tiền chỉ kẹp lấy Tôn Ngạo Tiên kia tuyệt thế một kiếm thời điểm Lâm Phong liền bắt đầu vận chuyển Thái Cổ Long Tượng Bí Quyết đệ tứ trọng công pháp. Long Tượng chi tí cái này tuyệt thế vô địch thần thông bị Lâm Phong thi triển xuất ra. Hắn một quyền hướng phía Tôn Ngạo Tiên đánh giết mà đi. Lâm Phong Long Tượng chi tí một quyền có thể đánh nổ một tòa tinh cầu, từ đó có thể biết Long Tượng chi tí uy lực đến cùng cỡ nào mạnh mẽ. Đối mặt với Lâm Phong này hung mãnh bá đạo công kích, sắc mặt của Tôn Ngạo Tiên cũng đột nhiên biến đổi hắn nhanh chóng đưa tay ngăn cản tại trước người của mình phanh lâm phong một kích kia hung hăng đập vào cánh tay của tôn ngạo tiên phía trên tôn ngạo tiên vốn muốn dựa theo cánh tay của mình ngăn cản được lâm phong một kích này nhưng lý tưởng là tốt đẹp sự thật lại là tàn khốc lâm phong một quyền phiêu uy lực thật sự là thái quá mức mạnh mẽ tôn ngạo tiên căn bản cũng không có có thể ngăn cản được lâm phong một kích kia cánh tay của hắn trực tiếp bẻ gãy lâm phong một quyền kiên nện đứt cánh tay của tôn ngạo tiên về sau đó lấy lại hung hăng đập vào trên lồng ngực của tôn ngạo tiên mặt giang giác giang giác tôn ngạo tiên lồng ngực cũng sụp đổ hạ xuống thân thể của hắn cũng bị đánh bay ra ngoài giữa không trung đại khẩu thổ huyết tôn ngạo tiên chịu đả thương nặng rất nhiều người lên tiếng kinh hô tôn ngạo tiên mạnh như vậy vượt qua tồn tại từ khi xuất đạo đến nay vẫn luôn là vô địch có tư thế nhưng hiện giờ hắn lại ở trong tay lâm phong bị tổn thất nặng nguyên nhân tự nhiên là nhiều phương diện có tôn ngạo tiên quá tự cho là đúng khinh thường lâm phong thực lực nguyên nhân cũng có tôn ngạo tiên chúng lâm phong tuyên cổ thông thông ước vạn niên về sau bản thân thực lực vô pháp phát huy được nguyên nhân nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì lâm phong vừa mới một kích đã để cho tôn ngạo tiên bị trọng thương tôn ngạo tiên vốn là giải yếu trạng thái chiến lược sụt hiện giờ lại thâm sâu chịu trọng thương một thân tu vị có thể phát huy ra hai ba đã thành theo cực kỳ nghịch thiên Lâm Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua kích cơ hội giết Tôn Ngạo Tiên. Đi, Tôn Ngạo Tiên cắn răng, trong hư không đột nhiên một đập chân, liền hướng phía xa xa rất nhanh phóng đi. Tôn Ngạo Tiên muốn chạy trốn, rất nhiều người kinh ngạc vô cùng nhìn nhìn một màn này. Tôn Ngạo Tiên hạng gì kiêu ngạo người, vậy mà chọn chật vật đào tẩu, thật sự là vượt ra dự liệu của tất cả mọi người. Đi không được, Lâm Phong cười lạnh lên tiếng, rất nhanh đuổi theo, Long tượng chi tí lần nữa huy động lên, hướng phía Tôn Ngạo Tiên đánh giết mà đi phanh tôn ngạo tiên bị lâm phong một quyền đánh bay ra ngoài Qua giữa không trung không khỏi phun ra một ngụm máu tươi lâm phong thật sự muốn chu sát tôn ngạo tiên sao tôn ngạo tiên chính là thái thượng tiên tông này một đám trong hàng đệ tử nhân vật đứng đầu nếu là bị chu sát cựu hận này liền kết lớn hơn tuy thái thượng tiên tông thực lực hôm nay đã không bằng trước kia nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo hiện tại cửu châu nhất thế lực cường đại vẫn là thái thượng tiên tông như thế đắc tội thái thượng tiên tông chỉ sợ không phải một cái lựa chọn sáng suốt a. À. Các ngươi này cũng không biết a, à. ta nghe nói Lâm Phong cùng Thái Thượng Tiên Tông đã sớm kết thù kết oán, hai bên vẫn luôn là không chết không thôi quan hệ, nghe nói người của Thái Thượng Tiên Tông còn đi trường sinh doanh tuyên bố nhiệm vụ, tìm đỉnh cấp sát thủ ám sát Lâm Phong đâu, chỉ là đã thất bại mà thôi, cho nên hiện tại Lâm Phong căn bản không cần chú ý đến Thái Thượng Tiên Tông thái độ, dù sao cũng sớm đã là không chết không thôi quan hệ, mặc dù giết nhiều mấy cái người của Thái Thượng Tiên Tông lại có thể thế nào Khó trách Lâm Phong này muốn cố ý giết chết tôn ngạo tiên đâu, không nghĩ tới hắn đã sớm cùng Thái thượng tiên tông không chết không thôi. Bất quá nói lại Lâm Phong này thật sự là mạnh mẽ a, à, chỉ là tuy có chút danh tiếng nhưng ai dám tưởng tượng hắn vậy mà có được khủng bố như thế chiến lực, thật sự là không thể tưởng tượng. Thấy được Lâm Phong truy sát hướng tôn ngạo tiên, rất nhiều người đều chấn kinh nghị luận lên. Tôn ngạo tiên nếu thật là chết rồi, tất nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn. Lâm Phong, người thật muốn đuổi tận giết Việt sao? Tôn Ngạo Tiên sắc mặt khó coi vô cùng, Lâm Phong dẫm trận tại chỗ mà đến, như thái sơ thời đại quần tiên chi chủ, thanh âm hắn lạnh lùng, ha ha, bây giờ nói những cái này có làm được cái gì sao? Hôm nay ta tất chu ngươi, oanh, khí tức kinh khủng từ thân thể của Lâm Phong bên trong tuôn động, hắn rất nhanh phóng tới Tôn Ngạo Tiên. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, thân thể của ta làm kiếm, chu thần diệt tiên, bỗng nhiên Tôn Ngạo Tiên gào to một tiếng, chỉ thấy hắn vậy mà thua bảo kiếm của mình. Sau đó đột nhiên bắn lên, thân thể của hắn vậy mà biến thành một chuôi kiếm, đây là Tôn Ngạo Tiên trung cực tuyệt chiêu, thân thể hóa kiếm, chu quá trừ thế sinh linh. Tôn Ngạo Tiên hóa thành bảo kiếm phụt lên lấy Vô Tận Hàn mang hướng phía Lâm Phong chém giết mà đến, muốn đem Lâm Phong trực tiếp chém thành hai khúc. Lâm Phong cười lạnh lên tiếng, vận chuyển Long Tượng chi tí cùng Tôn Ngạo Tiên đại chiến cùng một chỗ. Hai bên liên tục đụng vào nhau 9 lần, Tôn Ngạo Tiên thần thông bị Lâm Phong phá vỡ, hắn lần nữa khôi phục bản tôn bộ dáng. Lâm Phong lại một quyền đánh giết hướng Tôn Ngạo Tiên. Lần này Tôn Ngạo Tiên tránh cũng không thể tránh. Phanh, cùng với một đạo nặng nề va chạm thanh âm truyền ra. Cơ thể Tôn Ngạo Tiên thừa nhận Lâm Phong một quyền này, trực tiếp bùng nổ. Đường trường thần hình câu diệt, Lâm Phong đứng ở trong hư không, một đầu tóc đen loạn vũ, như ma giống như thần, mơ quang quét về phía bốn phía, liếc xéo quần hùng, khí thôn bát hoang. chương 2357, số mệnh, Lâm Phong bày ra cường đại chiến lực rung động quá nhiều người. Hiện giờ mọi người xem hướng Lâm Phong đều mang theo một loại thật sâu vẻ kính sợ. Lâm Phong đứng ở thiên kiêu phong chi đỉnh, thời gian rất lâu, vậy mà đều không người nào dám lại đi khiêu chiến Lâm Phong. Để cho quần hùng run rẩy, không người dám khiêu chiến, Lâm Phong này thật sự là quá đáng sợ. Rất nhiều người cảm khái nói, tôn ngạo tiên chết trong đám người đưa tới to lớn chấn động. Tôn ngạo tiên thanh danh quá vang dội, Cao thủ như vậy tại rất nhiều người xem ra đều có thực lực đi đấu võ thiên kiêu bảng tranh đoạt trước khi chiến đấu 10. Nhưng hôm nay, vậy mà cứ như vậy bị chu sát, ai dám lúc này lại đi khiêu chiến Lâm Phong A, quả thật cùng đi chịu chết không có cái gì khác nhau. Thời gian trôi qua, ba ngày thời gian chớp mắt rồi biến mất, chín vị thủ phong người dị thường mạnh mẽ, toàn bộ giữ được chính mình sở chiếm cứ thiên kiêu phong. Thiên đạo như mây, thiên mệnh như thần, thiên đạo khó tìm, thiên mệnh khó định, thế gian hết thảy, đều có nhân quả, Thiên địa vạn linh đều có số mệnh. Bỗng nhiên, một đạo cổ xưa thanh âm vang vọng tại Thiên Kiêu trên đỉnh phương, đạo kia thanh âm nghe chốc lát mờ ảo, thần bí khó lường. Theo đạo kia thanh âm rơi xuống, Thiên Kiêu Phong cấm chế bắt đầu lần nữa xuất hiện, muốn đem Thiên Kiêu Phong cho phong tỏa lại. Đi, đi, mỗi một lần nguyên khư giới mở ra, chỉ có 9 người có thể tại Thiên Kiêu trên đỉnh mộ đạo, người khác lại không có cái này cơ duyên, chờ bọn hắn sau khi đi ra, Thiên Kiêu Phong sẽ không lại khai mở chúng ta cũng không cần thiết ở chỗ này tiếp tục hao tổn, đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên A. Có tu sĩ nói, đi đi đi, nói không chừng chúng ta cũng có thể tìm đến cái gì nghịch thiên cơ duyên đó. Xung quanh tu sĩ lần lượt tản đi, phân tán tại thiên kiêu đạo tràng đệ ngũ trọng các nơi, bắt đầu tìm kiếm thuộc về cơ duyên của mình. Mà lâm phong thì là khoanh chân mà ngồi, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Người cầu đạo chi tâm có từng chắc chắn, người cầu đạo chi lộ có từng bừng sáng, nội tâm của ngươi bên trong còn có tâm ma. Ngươi, bỗng nhiên, một đạo lại một đạo thanh âm vang vọng tại Lâm Phong trong óc. Đây là thiên đạo tại cha hỏi Lâm Phong. Lâm Phong bắt đầu nghĩ lại chính mình đạo, tại sao mình tu đạo, chính mình muốn đi cái dạng gì tu đạo chi lộ. Đây là đối với đạo ngã một loại tầng thứ sâu cha hỏi. Đạo ngã đối với tu sĩ quá trọng yếu, phàm là có thể trở thành thần cảnh tu sĩ, đều dựng nên chính mình đạo. Cái này chính là cái gọi là đạo ngã. Đạo ngã rất phức tạp, bao gồm đối với đại đạo lý giải, Đối với đạo pháp thần thông lý giải, đối với nhân sinh lý giải vân vân và vân vân. Lâm Phong đã từng tra hỏi qua chính mình đạo ngã, nhưng từng cái giai đoạn, đạo ngã đều là bất đồng, đây là bởi vì thực lực biến hóa về sau, đạo ngã cũng sẽ tùy thời tùy chỗ sản sinh biến hóa. Cho nên tu sĩ muốn thường xuyên tra hỏi đạo ngã, ngay sau chứng đạo thành đế, chứng đạo bên trong đạo chỉ kỳ thật chính là đạo ngã. Từ đó có thể biết, đạo ngã là trọng yếu đến cỡ nào. Lâm Phong đang tự tra hỏi mình nội tâm, đây là đối với mình thân đạo ngã một loại tầng thứ sâu lĩnh ngộ cùng hiểu rõ. Lâm Phong nói, là trí tôn vô địch biết được, này nhất định là một mảnh khó khăn đường, một đường vượt qua đẩy, trí tôn vô địch, ai dám tranh Phong, cho nên Lâm Phong đột phá thời điểm mới có thể người kia khó khăn. Liên tiếp nửa tháng, Lâm Phong đều đang tự tra hỏi mình nội tâm. Liền ngay cả thánh nhân cũng nói, ta ngày ba tỉnh thân ta. Thánh nhân nếu như đều như vậy làm, lâm phong tự nhiên càng hẳn là như vậy đi làm nửa tháng để cho lâm phong kiên định chính mình đạo tâm cũng thấy rõ ràng chính mình tương lai muốn đi đường kế tiếp lâm phong lại hao tốn nửa tháng ở chỗ này làm theo chính mình sở tu luyện các loại thần thông thần thông là đạo cụ thể thể hiện phương thức giống như đại tử vong thuật môn thần thông này là tử vong biết được bày ra phương thức đạo là căn cơ thần thông thì là một loại mở rộng cùng kéo dài đạo cùng thần thông là cùng một nhịp thở thiếu một thứ cũng không được thật giống như xây nhà tử, đạo có thể ví von thành tất nhiên cơ. Mà thần thông thì giống như là từng tầng nhà lầu, đạo cùng thần thông quan hệ chính là như thế mật không thể phân. Đạo rời đi thần thông, khó có thể thể hiện ra đạo uy lực. Thần thông rời đi nói, cũng chỉ là hoa trong kiếng trăng trong nước, xem tới được, nhưng không cảm giác được. Tại thiên kiêu phong một cái tháng, lâm phong tu luyện các loại thần thông đều đột nhiên tăng mạnh, rất nhiều thần thông đều lấy được nhảy vào tiến bộ. Lâm Phong tu vi mặc dù không có tấn chức, Thế nhưng, Lâm Phong chiến lực, tối thiểu nhất tăng lên gấp đôi. Hơn nữa Lâm Phong cảm giác chính mình đạo tâm càng kiên cố hơn, pháp lực càng thêm cô động, thần thông vận chuyển càng thêm tự nhiên trôi chảy. Cái này chính là tu vi lắng động, Lâm Phong cảm giác chính mình tựa hồ cự ly đột phá thiên thần cảnh giới, lại tới gần một bước. Đương nhiên Lâm Phong cũng rõ ràng, lấy hắn bản thân tích góp mà nói, muốn đột phá thiên thần cảnh giới thái quá mức khó khăn. Cho nên hiện tại nhưng cần tiếp tục lắng động bản thân tu vi. Đột phá loại chuyện này là không thể, nhất sốt ruột rồi, bằng không mà nói, rất có thể đối với mình thân tu luyện kiếp sống đều tạo thành khó có thể phai mở tổn thương. Lâm Phong tiếp tục bế quan, số mệnh gông xiềng sắp sửa mở ra, số mệnh bánh răng tiếp tục chuyển động, số mệnh lực lượng chiếu rọi thế gian, từng sinh mệnh đều có chính mình số mệnh, ai có thể đủ trưởng khống số mệnh lực lượng, ai liền có thể trở thành thiên địa sủng nhi, thời đại tiên phong, dựng ở thiên địa đỉnh, liếc xéo chư thiên vạn giới lúc lâm phong bế quan thời điểm từng đạo chốc lát mở ảo tràn ngập thanh âm thần bí vang vọng trong đầu này đạo thanh âm để cho lâm phong lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích ý cảnh bên trong lâm phong cảm giác chính mình phảng phất thấy được một tòa to lớn bánh răng mà kia cái bánh răng chính là số mệnh bánh răng này thiên địa đang lúc đồ vật bao gồm sinh linh cây cối hoa cỏ thậm chí một tảng đá vân vân và vân vân hết thảy hết thảy đều có chính mình số mệnh mà trường khống đây hết thảy số mệnh đồ vật chính là số mệnh bánh răng chuyển động. Số mệnh chi đạo, đây là số mệnh chi đạo. Lâm Phong chấn động, số mệnh chi đạo hết sức thần bí, Tam Thiên Đại Đạo bên trong số mệnh chi đạo bài danh thứ hai, từ bài danh trên là có thể biết số mệnh chi đạo đến cùng cỡ nào kinh khủng. Số mệnh chi đạo so với nhân quả chi đạo, luân hồi chi đạo vân. Vân, đợi một tí đều muốn càng thêm thần bí khó lường. Bởi vì trong đó liên lụy đến số mệnh, hết thảy đồ vật đều có chính mình số mệnh, mà nắm giữ số mệnh chi đạo thậm chí có thể nắm giữ người khác số mệnh. Cái này thái quá mức kinh khủng, tam thiên đại đạo bên trong duy chỉ có vận mệnh chi đạo vượt qua số mệnh chi đạo. Số mệnh chi đạo tuy có thể nắm giữ người khác số mệnh, nhưng vô pháp cải biến một người vận mệnh, nếu là nắm giữ vận mệnh chi đạo, thậm chí có thể cải biến một người vận mệnh. Tỷ như một cái tên ăn mày, nắm giữ người của vận mệnh chi đạo, cải biến một chút đối phương vận mệnh, cái này tên ăn mày khả năng sẽ trở thành hoàng đế. Đương nhiên số mệnh chi đạo cũng đầy đủ khủng bố, nếu là có thể trưởng khống số mệnh chi đạo, liền có thể thấy rõ ràng đối phương số mệnh bên trong đã phát sinh qua sự tình cùng tương lai khả năng chuyện đã xảy ra, tìm kiếm được nhược điểm của đối phương. Sau đó dễ dàng liền có thể đánh tan đối phương, không chỉ là trên thân thể đánh tan đối phương, bao gồm từ tâm hồn cũng có thể trong chớp mắt đánh tan đối phương. chương 2358, Vây Công, Lâm Phong thử lĩnh ngộ số mệnh chi đạo, hắn tại quan sát số mệnh bánh răng, hy vọng có thể từ số mệnh bánh răng bên trong đạt được số mệnh chi đạo phương pháp tu luyện. Thế nhưng, số mệnh chi đạo lĩnh ngộ lên thật sự là thái quá mức khó khăn. Mỗi lúc Lâm Phong cảm giác chính mình sắp lĩnh ngộ số mệnh chi đạo thời điểm, nhưng lúc này, tựa hồ có một cỗ quỷ dị lực lượng ngăn cản hắn đi lĩnh ngộ số mệnh chi đạo. Số mệnh thần bí khó lường, Tam Thiên Đại Đạo bên trong trừ vận mệnh chi đạo ra, chính là số mệnh chi đạo thâm ảo nhất, muốn lĩnh ngộ loại này đại đạo, quả nhiên khó khăn a. À. Lâm Phong không khỏi lầm bẩm một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích âm nước năm đọc sách. Mệnh cái chữ này, đã bao hàm quá nhiều không thể tưởng tượng mà nói. Vận mệnh, số mệnh, nắm giữ thứ nhất, được ích lợi vô cùng. Chỉ là kế tiếp trong một đoạn thời gian, Lâm Phong mặc dù nhiều lần thử lĩnh hội số mệnh chi đạo, nhưng mỗi một lần đều đã thất bại, điều này làm cho hắn có chút phiền muộn. Thẳng đến muốn ly khai thiên kiêu phong thời điểm, Lâm Phong cũng không có có thể lĩnh hội số mệnh chi đạo. Chỉ là không biết mặt khác tám tòa thiên kiêu trên đỉnh gia hỏa có phải hay không lĩnh hội số mệnh chi đạo. Những người kia cũng đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Nói không chừng có thể lĩnh hội số mệnh chi đạo. Bá, một đạo quang đoàn bọc lại Lâm Phong, đem Lâm Phong truyền tống ra ngoài. Mà đổi thành ngoại tám người cũng nhao nhao cũng bị truyền tống ra ngoài. Lâm Phong cùng công tử Vũ liếc nhau một cái, sau đó Lâm Phong rất nhanh rời đi. Đại ma thần mâu quang lạnh như băng quét Lâm Phong liếc một cái, nhưng cuối cùng đại ma thần chưa từng đuổi theo trục lâm phong, mà là lựa chọn một phương hướng khác rất nhanh lao đi. Bạch y nữ tử nhìn thật sâu lâm phong liếc một cái cũng rời đi. Kiệt 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 kiệt, ma huyết nhập vào thân lý càn phát ra vài đạo cười quái dị thanh âm, lập tức rời đi. Lâm phong đã chọn một cái phương hướng rất nhanh bay đi, mà thiên yêu hoàng chi tử thì là đuổi sát sau lưng lâm phong. Tiểu tử, người đi không được, thiên yêu hoàng chi tử thanh âm băng lãnh. Ha ha, ta hiện tại không có công phu cùng ngươi đấu bước trên thiên kiêu tháp, chúng ta lại một quyết sinh tử đi. Lâm Phong cười lạnh nói, hắn cũng không dừng lại cùng thiên yêu hoàng chi tử đại chiến, thiên yêu hoàng chi tử thì là khinh miệt nhìn về phía Lâm Phong, nói, như thế nào? Sợ sao, nếu là sợ, vậy quỳ gối bổn hoàng tử trước mặt, sau đó thể trở thành bổn hoàng tử nô tài, bổn hoàng tử tạm tha ngươi một con chó mệnh. Ta xem là ngươi quỳ gối thiếu ra trước mặt của ta dập đầu cầu xin tha thứ mới đúng, bất quá ngươi cho dù khóc xin ta cũng sẽ không thu ngươi lúc ta nô lệ, bởi vì ngươi không xứng. Lâm Phong bĩu môi nói, tự tìm chết, thiên yêu hoàng chi tử trong ánh mắt nổ bắn ra tới lạnh lạnh sát ý. Hắn luôn luôn cao ngạo vô cùng, tự nhiên khó có thể chịu được Lâm Phong đối với hắn khiêu khích, hiện tại thiên yêu hoàng chi tử thầm nghĩ chu sát Lâm Phong. Ta xem là ngươi tự tìm chết mới đúng, có tin ta hay không một tay là có thể đập chết ngươi. Lâm Phong tiếp tục khiêu khích thiên yêu hoàng chi tử, thiên yêu hoàng chi tử lửa giận phần thiên, hắn lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phong, nói, hẳn là cho rằng chiến thắng tôn ngạo tiên là có thể tại bổn hoàng tử trước mặt khoa trương. Người thấp như vậy ti tiện huyết mạch, tại bổn hoàng tử trước mặt, căn bản chính là kiến hôi, bổn hoàng tử muốn nghiền chết ngươi, là có thể dễ dàng nghiền chết ngươi, giống như nghiền chết một cái con dẹp như vậy giản đáp. Thiên yêu hoàng chi tử vô cùng cuồng ngạo, hơn nữa với tư cách là thiên yêu hoàng con độc nhất. Thiên yêu hoàng chi tử đối với huyết mạch của mình vô cùng tự tin. Thiên yêu hoàng năm đó thế nhưng là đạt đến tiên cảnh. Vượt qua đại đế tồn tại, thiên yêu hoàng chi tử huyết mạch tự nhiên cường đại. Cho nên thiên yêu hoàng chi tử mới có thể như thế không coi ai ra gì. Đây là bởi vì người này huyết mạch truyền thừa xác thực quá kinh khủng. Lâm Phong cười lạnh nói, thực cho rằng huyết mạch của mình rất cường đại sao. Phổ thân người người như vậy, từ xưa đến nay xuất hiện không ít, cho nên người cũng không cần quá tự cho là đúng. Ta cũng chỉ là không nguyện ý báo cho người thân phận của ta, ta nếu là nói ra, liền ngươi vẫn lấy làm ngạo phụ thân thiên yêu hoàng có lẽ liền cho nhà ta nhìn đại môn tư cách cũng không có. Luận mồm mép trên công phu 10 cái thiên yêu hoàng chi tử cũng không phải là đối thủ của Lâm Phong a, cho nên khi nghe được Lâm Phong kia lần mỉa mai lời về sau, Thiên yêu hoàng chi tử bị tức nổi trận lôi đình, hắn vô cùng phẫn nộ gầm hét lên, "Lâm Phong, ta chắc chắn ngươi toái thi vạn đoạn." Lâm Phong cũng không có dừng lại cùng thiên yêu hoàng chi tử giao thủ. Hắn rất nhanh hướng phía phía trước lao đi nhưng Lâm Phong cũng không có tăng thêm tốc độ thoát khỏi thiên yêu Hoàng Chi Tử, một mực treo thiên yêu Hoàng Chi Tử, không lâu sau về sau thiên yêu Hoàng Chi Tử cũng phát hiện không thích hợp địa phương. Hắn là một cái trời sinh tính cẩn thận người, cho nên quay người liền muốn rời khỏi, nhưng lúc này, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở thiên yêu Hoàng Chi Tử sau lưng. Không phải người khác, chính là công tử Vũ. Lâm Phong cùng công tử Vũ hiện tại cũng sớm đã không phải là lấy trước kia loại thế như nước lửa đồng dạng quan hệ. Hai người giống như địch không địch, giống như hữu không hữu lúc trước liền thương lượng qua một chỗ đối phó thiên yêu hoàng chi tử lâm phong muốn thiên yêu hoàng chi tử trưởng khống ngày thứ tám hỏa mà công tử vũ thì là muốn mặt khác một kiện đồ vật kia kiện đồ vật đối với công tử vũ tựa hồ 10 phần trọng yếu nhưng cụ thể là cái gì lâm phong cũng không biết công tử vũ như thế nào ngươi muốn cùng lâm phong liên hợp lại đối phó ta ta nhớ được ban đầu ở thiên võ đại lục thời điểm ngươi cùng lâm phong này đúng là đối đầu ha Thiên yêu hoàng chi tử thần sắc hờ hững nhìn về phía công tử vũ. Công tử vũ đạm mạc nói, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Lâm Phong nói, không cần cùng hắn nói nhiều như vậy nói nhảm, liên thủ tiêu diệt hắn. Oanh, tiếng nói hạ xuống, Lâm Phong dẫn đầu xuất thủ, hắn trực tiếp ngưng tụ ra tới thạch nhân quan vân hải môn thần thông này hướng phía thiên yêu hoàng chi tử đánh giết mà đi. Hắc ám thẩm phán, công tử vũ cũng xuất thủ, hắn cũng không có giữ lại, thi triển ra ẩn dấu tuyệt chiêu cái này hắc ám thẩm phán tin đồn chính là thái sơ thời đại truyền thừa xuống khủng bố tuyệt học. Là người phương nào sáng chế, không người biết được, bị công tử vũ thi triển ra về sau, thiên địa trong chớp mắt trở nên bất tỉnh tối xuống, thẩm phán chi lực từ trên trời giáng xuống, hướng phía thiên yêu hoàng chi tử đánh giết mà đi. Yêu diệt chư thế, thiên yêu hoàng chi tử quát lạnh lên tiếng, đối mặt với lâm phong cùng công tử vũ công kích hắn cũng không dám khinh thường, cho nên đồng dạng thi triển ra chính mình ẩn giấu tuyệt chiêu. Ông, tại thiên yêu hoàng chi tử sau lưng hiện ra một tòa minh mông thế giới. Tại này tòa thế giới bên trong, hiện ra rõ ràng một tôn cổ xưa thần linh. Đó là một tôn thiên yêu, thiên yêu, nghe nói là thiên địa đản sanh ra yêu. Là xưa nhất yêu tộc một trong, dị thường khủng bố. Cái này thiên yêu đến thế gian, ngưng tụ thiên yêu hư ảnh, quả thật rung động thiên địa. Thiên yêu hàng lâm, sinh linh cúi đầu, kia tôn thần bí thiên yêu phát ra thanh âm trầm thấp. Chỉ thấy đại thủ của hắn mở ra, đột nhiên một phen kia khủng bố đại thủ bao phủ lại lâm phong cùng công tử vũ, bay thẳng đến hai người đánh giết mà đến. chương 2359, huyết mạch phục hồi. Thiên yêu hoàng chi tử chiêu này uy lực của thần thông thật sự là lợi hại vô cùng, ngừng tụ ra tới thiên yêu hư ảnh thực lực hết sức cường đại. Phanh, phanh, cùng với hai đạo mãnh liệt pha chạm thanh âm truyền ra, lâm phong cùng công tử vũ đánh ra công kích cùng thiên yêu hoàng chi tử đánh ra công kích đụng đụng vào nhau thiên yêu hoàng chi tử lấy một địch hai, vậy mà chặn lại lâm phong cùng công tử vũ công kích. Hừ, lâm phong cùng công tử vũ không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai người bọn họ lần nữa ngưng tụ mới công kích. Chỉ là lâm phong tế ra tứ đại thiên hỏa, đen diễm đốt thần hỏa, tử viêm địa tâm hỏa, kim long thần diễm hỏa, địa ngục u minh hỏa. Tứ đại thiên hỏa bị lâm phong dung hợp lại với nhau, hình thành một cái to lớn hỏa diễm quang cầu. Sau đó lâm phong đem hỏa diễm quang cầu ném, oanh, Cùng với một đạo mãnh liệt vô cùng tiếng nổ truyền ra, Lâm Phong lấy phần Thiên Chi nộ ngưng tụ ra tới hỏa diễm quang cầu bạo tạc sinh ra hủy diệt tính lực lượng trực tiếp đem kia Tôn hư ảo Thiên yêu cho nổ phá thành mảnh nhỏ. Công tử Vũ cùng Lâm Phong phối hợp có chút ăn ý. Lúc Lâm Phong phá hết Thiên yêu hoàng chi tử công kích về sau, Công tử Vũ thừa cơ hội này rất nhanh vào tới Thiên yêu hoàng chi tử trước người, một chiêu ma đế toái tiên chém thi triển ra, hướng phía Thiên yêu hoàng chi tử quét qua. Thiên yêu hoàng chi tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn muốn tránh né cũng đã không kịp, cho nên chỉ có thể ngạnh kháng một kích này. Nhưng bây giờ muốn ngưng tụ quá cường đại công kích ngăn cản được công tử vũ công kích cũng không thực tế. Cho nên thiên yêu hoàng chi tử dưới sự gấp gáp xuất thủ ngăn cản công tử vũ một kích này. Hai bên công kích đụng vào nhau, thiên yêu hoàng chi tử vội vàng dưới ngưng tụ ra tới thần thông trong chớp mắt đã bị công tử vũ công kích phá vỡ. Sau đó hắn bị công tử vũ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sắc mặt không khỏi trở nên chiều hồng, thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng miệng mong muốn phun ra mà ra máu tươi lại bị thiên yêu hoàng chi tử cho nuốt trở vào. Hắn rất nhanh lui về phía sau kéo ra cùng lâm phong, công tử vũ hai người cự ly. Thiên yêu hoàng chi tử khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo, tự xuất thế đến nay, bổn hoàng tử chưa bao giờ chịu qua tổn thương. Hôm nay, hai người các ngươi ti tiện tồn tại vậy mà để cho bổn hoàng tử bị thương, bổn hoàng tử tất nhiên muốn đem các ngươi toái thi vạn đoạn. Lâm phong bĩu môi, nói trả vốn hoàng tử ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu thời đại này đã sớm không phải là thiên yêu hoàng thời đại ngươi có phải hay không vẫn sống ở trong mộng hơn nữa luôn miệng nói người khác ti tiện ta xem tối ti tiện chính là ngươi rồi thiên yêu hoàng tối đa cũng chỉ có thể cho nhà ta nhìn cái đại môn ngươi liền cho nhà ta nhìn đại môn tư cách cũng không có lâm phong chuyện đó ngược lại là không hư đối với bất tử gia tộc lâm phong không thể nào hiểu rõ nhưng đối với chúa tể đế tộc Lâm Phong thật sự là hiểu rất rõ, này nhất tộc tổ tiên thái quá mức khủng bố, đời thứ nhất tổ tiên là sớm hơn bản cổ, nữ hoa tồn tại. Lâm Phong hoài nghi chúa tể đế tộc đời thứ nhất tổ tiên rất có thể là cùng Hồng Mông, Lục Áp đạo nhân, Hồng Quân đạo nhân, Hỗn Côn lão tổ một cái thời đại tồn tại. Nếu thật là như vậy, vậy kinh khủng, chúa tể đế tộc muốn xa xa so với trong tương tự muốn khủng bố nhiều. Chúa tể đế tộc về sau cũng đản sinh ra tới rất nhiều khủng bố tồn tại. Từng là chư thần chi chủ cũng có một loại thuyết pháp, gọi là chư thần chi vương, kỳ thật chỉ chính là một người. Tiên thiên sinh linh thời đại vị thứ nhất thành tiên cường giả, là hắn phân chia đại đế trở lên cảnh giới. Thôn thiên ma đế, một tôn gần như tại vô địch tồn tại, tuy tự xưng ma đế, nhưng đã sớm có ma chủ thực lực, đã từng tung hoành chư thế vô địch. Thái cổ thời đại cũng xuất hiện một tôn đáng sợ tồn tại, đã từng một quyền đem bất tử giới thế giới tinh bích cũng bị đập vỡ cái vị này đáng sợ tồn tại chính là thái cổ long tượng trí tôn phát minh thái cổ long tượng bí quyết kia tôn long tượng sư tôn chúa tể đế tộc cách mỗi một ít năm sẽ có kinh diễm muôn đời nhân vật xuất hiện cho nên này nhất tộc cường đại căn bản không phải một cái nho nhỏ thiên yêu hoàng tộc có thể so với thiên yêu hoàng năm đó xác thực lợi hại thế nhưng cùng chúa tể đế tộc huy hoàng lịch sử so với lưỡng lại được coi là cái gì bởi vậy lâm phong cũng không phải đang nói khoác lác nhưng ở thiên yêu hoàng tri tử xem ra Lâm Phong chính là đang cố ý nhục nhã phụ thân của hắn thiên yêu hoàng cùng với nhục nhã hắn thiên yêu hoàng chi tử. Điều này làm cho thiên yêu hoàng chi tử dị thường phẫn nộ. Hôm nay cho các người lĩnh giáo một chút ta thiên yêu nhất tộc hoàng tộc huyết mạch lực lượng. Thiên yêu hoàng chi tử thanh âm băng lãnh, bên trong thân thể của hắn, phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Gia hỏa này muốn nhờ huyết mạch lực lượng, Lâm Phong lông mày không khỏi nhíu lại, thiên yêu hoàng huyết chi trong có thiên yêu hoàng lưu lại huyết mạch chi lực. Hết sức khủng bố, chỉ có đi qua huyết mạch thức tỉnh tu sĩ mới có thể mượn tại huyết mạch lực lượng. Nếu là không có đi qua huyết mạch thức tỉnh, huyết mạch bên trong ngủ say lực lượng là vô pháp mượn. Lâm Phong hai loại huyết mạch, Bất Tử Thần Huyết, Chúa Tể Đế Huyết đều ẩn chứa tổ tiên cường đại huyết mạch lực lượng, nhưng mấu chốt là Lâm Phong không có tiến hành huyết mạch thức tỉnh a. Đầu tiên là Bất Tử Thần Huyết, hắn cần tìm đến gia tộc của chính mình tổ địa. Lâm Phong hoài nghi hắn cùng với Bất Tử gia tộc có quan hệ hoặc là nói, hắn tổ tiên cùng bất tử gia tộc có quan hệ. Nếu là muốn thức tỉnh bất tử thần huyết huyết mạch, đoán chừng cần đến bất tử trong gia tộc mới có thể. Về phần lâm phong chúa tể đế tộc tổ huyết, nếu là muốn thức tỉnh, cần trước đem bị trấn áp mẫu thân cấp cứu xuất ra. Sau đó, từ mẫu thân chỗ đó tìm hiểu một chút chúa tể đế tộc tổ địa ở chỗ nào. Cho nên hiện giai đoạn lâm phong là vô pháp thức tỉnh chính mình hai loại huyết mạch. Nếu là lâm phong một khi đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, tu vi của hắn sẽ bạo tăng gấp mấy chục thậm chí mấy trăm lần. Quả thật có thể miễu sát thiên yêu hoàng chi tử, ta tới cuốn lấy hắn, ngươi tìm đúng cơ hội đối với hắn nhất kích tất sát. Công tử vũ truyền âm nói, lâm phong gật gật đầu, oanh, thời điểm này công tử vũ trong thân thể cũng bạo phát đi ra một cỗ khí tức kinh khủng. Công tử vũ cũng phục hồi huyết mạch của mình lực lượng. Công tử vũ hiển nhiên cũng đã đã thức tỉnh huyết mạch của mình. Làm phục hồi huyết mạch lực lượng, công tử vũ tu vi liên tiếp kéo lên, so với trước không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu lần. Vạn ma phục tiên quyền, phục hồi huyết mạch chi lực công tử vũ quát lạnh lên tiếng, sau lưng hắn, hiện ra rậm rạp chẳng chịt ma chi hư ảnh. Đó là công tử vũ tổ tiên anh Linh, hiện giờ nhao nhao hiển hóa mà ra, công tử vũ phảng phất hóa thân đã trở thành một tôn thái cổ thời đại vô địch ma chủ đồng dạng, liếc xéo chư thế, vô địch thiên hạ. Hư, chỉ là ma đế huyết mạch, tại sao có thể cùng ta phụ thân yêu tiên huyết mạch so sánh? Thiên yêu hoàng chi tử nhất thời lộ ra khinh thường biểu tình, đối với công tử vũ huyết mạch tựa hồ chẳng thèm ngó tới. Vô cùng vô tận yêu khí tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Công tử vũ dẫm trận tại chỗ mà đến, thân thể của hắn xung quanh lượn lờ lấy yêu tiên chi lực. Sau lưng của hắn thậm chí hiện ra một đôi to lớn vũ rực. Đó là yêu tiên vũ rực, chỉ thấy vậy đối với vũ rực khe khẽ rung lên, xung quanh hư không bắt đầu sụp xuống,